Bước vào cánh cổng trường chuyên đầy danh tiếng, chúng em mang trong mình niềm tự hào của gia đình, khát vọng của bản thân để chinh phục những đỉnh cao tri thức, để phấn đấu giành những thành tích cao như thủ khoa đại học, học sinh giỏi quốc gia, đạt huy chương Olympic quốc tế. Chúng em đã nỗ lực hết mình, không kể ngày đêm thiếu thốn.
tiếp tục sơ chế cá thể sơ dừa để có thể gieo mầm cây. Thì sẽ giới hạn thời gian trong khoảng 5 phút và sau phần trình bày sẽ có khoảng thảo luận và đặt các câu hỏi của các nhóm khác khoảng 1 đến 2 phút. Với phần này thì em cũng xin được trích dẫn một chút là cô giáo cung cấp cho mỗi nhóm 30.000 và nhiệm vụ của các bạn là phải chế tạo làm sao cho được mô hình để ra được sản phẩm rau thủy canh hoặc là cây cảnh, và các bạn còn thêm một việc nữa đó là tập làm một nhà marketing. Và xin mời thầy cô. Xin kính chào quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh hôm nay đã đến tham dự dự án pha chế dung dịch thủy canh từ phân bón hóa học của chúng em. Nhóm bọn em là nhóm 1 và ý tưởng của bọn em hôm nay đó chính là nuôi cấy cây trồng trong thùng xốp bằng dung dịch thủy canh, và bọn em thực hiện dự án này với 6 thành viên đều là học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Quốc Khải đến từ 11 team. Em là Trịnh Thế Đức đến từ lớp 11 team này. Em là Vũ Việt Hải đến từ lớp 11 chuyên team. Em là Lương Hải Đăng đến từ lớp 11 chuyên team. Em là Bùi Công Minh đến từ lớp 11 chuyên team. Và em là Đỗ Minh Đăng đến từ lớp 11 chuyên team. Và vâng, sau đây em xin giới thiệu về dự án của bọn em. Và như mọi người thấy thì đây là nuôi cấy trong một thùng xốp và đây là dung dịch pha chế của bọn em. Thì dung dịch pha chế của bọn em thì được pha chế theo công thức của HOGAT và một công thức rất phổ biến hiện nay. Công thức HOGAT thì được chế tạo từ hai dung dịch gốc là dung dịch A và dung dịch B, và hai dung dịch này khi chế biến sẽ để riêng ra để không xảy ra phản ứng kết quả oxy hóa trong quá trình bảo quản. Và khi chúng ta dùng, chúng ta sẽ lấy hai dung dịch gốc này đổ vào một xô lớn có chứa nước sạch và sẽ pha chế ra một dung dịch, và dung dịch này phải đảm bảo được độ pH và ppm đủ cách để cây trồng phát triển cách tốt nhất. Và bọn em nghiên cứu cây rau muống và cây hành lá. Sau khi nghiên cứu qua sách quả và một số tài liệu thì bọn em cho ra được độ pH đúng là độ pH bằng 6 và ppm bằng 100 để đảm bảo cây trồng phát triển sạch như mọi người thấy đây. Thứ nguyên liệu bọn em dùng để trồng cây đó chính là, bọn em chọn đó chính là thùng xốp, bởi vì xốp là một nguyên liệu vừa dễ kiếm vừa thông dụng mà giá thành còn lại rẻ, còn có thể xin được ở những nơi bán hoa quả. Đầu tiên là bọn em sẽ có những công đoạn với nắp, là bọn em sẽ dùng những cái hộp nhựa có lỗ thủng để trồng cây. Còn về thao tác với nắp thì khoảng cách giữa các cây trồng không quá gần cũng không quá xa, làm sao đảm bảo cho trồng có thể trồng được nhiều giá thể nhất mà bỏ cách giữa các giá thể vừa đủ để cho cây có thể phát triển. Tiếp đó sẽ đến với thao tác buổi này, chúng ta sẽ bọc và ghim các thành thùng bằng các mảnh ni lông đen nhằm mục đích họ khiến cho thành thùng không bị rò rỉ và khiến nó không ngăn rêu phát triển. Tiếp đó chúng ta sẽ đến với thao tác với giá thể để cho sơ dừa mất chất chan. Chúng ta sẽ ngâm sơ dừa vào trong nước có trộn thêm dung dịch oxy già để cho mất chất tiệt trùng. Sau đó chúng ta sẽ gieo hạt vào trong. Thì chứa giá thể. Sau đó hoàn thiện sản phẩm.
và vì là thùng xốp rất là rẻ nên bọn em cũng chỉ mất 10.000 để mua vật liệu và 5.000 cho hàng vào giống, và tổng chi phí 15.000 thì bọn em sẽ cung cấp cho các trường mầm non và các khu nghiệp để làm chế biến thức ăn cho học sinh và cho các công nhân, và tiền lãi em thu được từ thùng xốp sẽ là 5.000. Vừa rồi là phần trình bày của nhóm em, xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đã thành thời gian lắng nghe. Bây giờ có ai muốn câu hỏi dành cho nhóm em? Thay mặt nhóm hai mình xin đặt câu hỏi cho các bạn là cùng là một thùng xốp thì tại sao cây rau muống thì nó lại có hiện tượng vàng lá, còn cây hành thì nó vẫn xanh tốt? Cảm ơn. Xin cảm ơn câu hỏi của nhóm bạn. Thay mặt nhóm mình thì sẽ xin trả lời câu hỏi như sau. Nguyên nhân do thủy canh bị vàng lá là do, thứ nhất là do nồng độ chất dinh dưỡng. Nồng độ này thì khác nhau với mỗi loại cây trồng, hoặc là khác nhau với những giai đoạn sinh trưởng khác nhau của một loại cây trồng. Ở đây thì nhóm tôi đã chọn lượng ppm thấp hơn so với phạm vi trung bình của rau muống, nên là chắc chắn là chưa thể đảm bảo được điều kiện để rau muống có thể phát triển xanh tốt. Ngoài ra thì có thể ít nhiều là do pH và độ chiều sáng. Giải pháp của chúng tôi ở đây là với quy mô lớn hơn, nếu có quy mô lớn hơn được thì chúng tôi sẽ chọn những loại cây và một lứa cây tốt hơn và phù hợp, thích hợp hơn so với thùng xốp thủy canh. Nhóm nào có ý kiến gì khác không? Còn nhóm nào có câu hỏi nữa không? Nhóm 3 và nhóm 4 có câu hỏi dành cho giám mục không? Câu hỏi nhé. Thế cho cô xem nào. Làm sao mà em lại đính được ni lông vào đây? Thế nếu mà đổ nước, trọng lượng của nó lớn, nó kéo ni lông vào trong thì em xử lý thế nào? Em xin cảm ơn câu hỏi của cô. Và em xin trả lời câu hỏi của cô là nếu mà đổ nước và ni lông nó kéo vào trong thì bọn em sẽ từ đầu bọn em sẽ cố định ni lông bằng các thử kim và các thành của thùng xốp để đảm bảo là ni lông sẽ không bị kéo đi. Ok. Rồi, xin cảm ơn phần trình bày và phần trả lời của nhóm 1. Vậy là nhóm 1 đã làm được cái sản phẩm này mất khoảng 15.000 và giao bán là 20.000 đúng không? Lát nữa là em sẽ mời các thầy cô là khán giả, đồng thời cũng là những khách hàng của chúng em. Nếu mà thầy cô cảm thấy hài lòng với kết quả của nhóm 1, đồng ý bỏ 20.000 mua cho ý tưởng này, cho thùng xốp này để các bạn có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, thì lát nữa em xin các thầy cô sẽ bỏ phiếu cho nhóm 1. 15.000 tiền gốc, 5.000 tiền lãi. Xem nhóm 2 có sự đầu tư gì hoành tráng hơn không? Xin mời nhóm 2. Phan Minh Hiếu, Nguyễn Nhật Linh, Tạ Thanh Thảo và Tạ Xuân Quý. Sau khi cân nhắc kỹ thì chúng em đã lựa chọn
dỡ, cái hàng gọi là PPM bằng 450. Có nhóm nào có câu trả lời, có thắc mắc gì về giá cả không? Có muốn đấu giá không? Nhóm 1, nhóm 3, nhóm 4 có câu hỏi gì dành cho các bạn không? Mô hình này thấy ổn không? Nhóm nào có câu hỏi không? Cho câu hỏi nhé. Cô cảm thấy rất thú vị về cái cây hẹ của em. Cây hẹ này theo dân gian thì là khi các em bé đầy 3 tháng 10 ngày, 100 ngày, nếu như mà vặt một ít lá hẹ này, sau đó thì chà lên lưỡi của các em bé thì đến khi đến 6 tháng tuổi mọc răng các em sẽ không bị sốt. Không biết là có đúng hay không? Và cô muốn thắc mắc là các em trồng thủy canh này chắc là nó sẽ diệt khuẩn lắm đúng không? Ăn sống được đúng không? Nhìn thì có vẻ cũng không bụi bặm gì hả? Ăn được không? Tự tin để ăn không? Được ạ. Tự tin ăn không? Biết đâu ăn lại có phát hiện ra là bây giờ ăn xong thì F1 của mình sau này mọc răng lại không bị sốt. Trải nghiệm thử không? Đây sản phẩm của em rất là tự tin rồi. À. Cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất sạch ạ. À ok. Thế còn rau mầm này thì hy vọng là hôm nào cô sẽ cung cấp cho em một cái giá thật là to và em sẽ trồng tặng cho cô một cái giá rau mầm. Một đĩa rau sống thật thú vị đúng không? Cảm ơn đóng góp của nhóm 2. Tiếp theo là phần trình bày của nhóm 3 đúng không? Nhóm 3 đâu? Nhóm 3 vừa xanh vừa đỏ, vừa trắng lại vừa vân vân này. Thì là cái cây gì đây? Cô cũng chưa biết là cây rau gì. Đầu tiên thì em cảm ơn các thầy cô đã dành chút thời gian
và có rất là nhiều ưu điểm. Ví dụ như là nó không cần dùng đến nước thì có thể tránh được một số mầm bệnh từ không cần dùng đến đất thì có thể tránh được một số mầm bệnh từ đất. Là hôm nay chúng em xin giới thiệu về phương pháp trồng cây cảnh bằng dung dịch thủy canh trong chai nhựa được tái chế. Chúng em sử dụng làm dung dịch thủy canh bằng cách sử dụng phân bón NPK 28-10-10 cộng TE có các trung lượng như là magie, các vi lượng như là mangan, đồng, sắt và kẽm. Cách pha dung dịch thì cũng rất là dễ, chúng ta chỉ cần pha lãng dung dịch để thử dùng. Hôm nay chúng em mang đến hai đối tượng thử nghiệm chính là cây vạn lộc và cây đuôi công tím. Về vấn đề phong thủy thì cây vạn lộc phù hợp với mệnh hỏa và mệnh thổ, cây đuôi công tím thì phù hợp với cả mệnh hỏa và mệnh kim. Thì chúng em lựa chọn độ pH và độ dinh dưỡng phù hợp với từng loại cây, ví dụ như là độ pH thì bằng 6,5 và độ dinh dưỡng thì bằng 1,200. Sử dụng cây cảnh trồng bằng dung dịch thủy canh trí không gian học tập và làm việc thì sẽ đem lại trong một không gian xanh và không khí trong lành, vì trong quá trình sinh trưởng của cây thì cây sẽ hoàn hợp và loại bỏ khí CO2, sinh ra khí oxy. Ngoài ra thì có một số loại cây có thể nhận được một số yếu tố gây độc trong không khí đối với con người. Ngoài ra thì việc trồng cây cảnh trong dung dịch thủy canh cũng sẽ nhận được cho người chăn nuôi trải nghiệm thú vị là được quan sát quá trình phát triển tự nhiên của cây và giúp cho người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh được mức nước và độ dinh dưỡng phù hợp cho cây. Điểm khác biệt của cây cảnh thủy canh đó là bộ rễ không thể ngập vào trong nước như các thầy cô có thể thấy ạ. Em có thể cho tôi vận dụng cái hệ thuật bao dẫn thì chúng tôi đã thiết kế một cái đoạn dây có khả năng hút nước cao được lấy từ sợi bông của cây chổi lau nhà. Điều đó thì vẫn đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt. Bên cạnh đó thì cũng có thể hạn chế được cái hiện tượng thối rễ cũng như là ít phải thay dung dịch nước thủy canh. Sau đây em xin nói về giá thành và các nguyên liệu để tạo ra sản phẩm. Thì do đây là dự án trồng cây dung dịch thủy canh và kết hợp với sử dụng vật tái chế nên là chúng em sử dụng vật đựng là những chai lọ nhựa chúng em tận dụng sau khi đun nước xong. Và tiền mua cây giống, cây vạn lộc chúng em đã mua cây giống giá 10.000 và cây thông nguyên tím là 15.000 cộng với một số vật liệu khác như trước bốc để có thể tự bao dẫn cho dẫn nước cho cây thì chúng em đều phải sử dụng. Và để cho cây phát triển thì chúng ta cần một nguồn nước sạch và chúng em cũng pha chế thêm phân bón NPK 28-10-10 cộng TN như bạn Duyên đã nói. Và lợi ích của những cây này thì đầu tiên là cây cảnh thì tác dụng trước hết của nó là làm đẹp. Thì cây vạn lộc hợp với mệnh hỏa thổ và cái than nuôi tôm thì hợp với mệnh hỏa mệnh kim. Đồng thời là cây này trong phòng kín thì nó có tác dụng là làm cho không khí trong lành hơn. Một số cây còn có khả năng phát hiện khí độc và có thể dễ virus. Và đồng thời là do trồng trong dịch thủy canh thì những dung dịch này đều được làm sạch và thay mới thường xuyên nên chúng ta không phải lo về việc cây bị nhiễm bệnh như khi chúng ta trồng trong đất. Và với vật liệu, chi phí và công sức của chúng em như vậy thì em xin ra giá là với cây vạn lộc thì bọn em ra là 25.000 và cây đuôi công là 30.000. Và nếu mua có mua hai cây này thì có thể là được giảm giá xuống 50.000 ạ. Và nếu thầy cô nào có hứng thú thì xin hết ủng hộ chúng em để chúng em ra tiếp tục ra những sản phẩm. Mình sẽ đại diện nhóm 4 đặt câu hỏi cho các bạn là đối với cây trồng trong
cây cảnh ở trong nhà thì ngoài dùng du lịch để canh thì có nên sử dụng thêm trên dưỡng nào không? Mình cảm ơn về câu hỏi của nhóm bạn, cho nên mình trả lời. Thì ngoài việc sử dụng thủy canh thì chúng ta thiên họ có thể dùng thêm một viên B1 để giúp cây có thể tươi tốt hơn. Nhóm 1, nhóm 2 có hỏi gì không? Câu hỏi ạ, vâng ạ. Thì
I have something to talk with you. I'm very interested in, with this. It's mesh metal in my chemical yes. Alcohol lamp is mixed and we have no thing to make a fire. My student sees the material in the and he is take it to me to put on the lamp, and this is one example. Okay. Yes. May I have my question on this? Actually, how you make the liquid greasy chemical process? You use chemical process. Yes. Okay. Because if you the when chemical process happen when you melt. Chemical fertilizer, it also have a not the impact. The impact is with the environment because there is nitrogen will be is admit into environment. Yes. So do you think about that? I don't think. Yeah. Yes. In this time, I find all everywhere to find the. For anything to boost the lamp, and I have no answer. Yes. But my student is an investment and what here? Okay. Actually, yes. It's very important when you talk about chemical fertilizer. Sometimes you think that it's invisible, but it's very important on the environment in many how. If you work, you use a lot of chemical fertilizer, it will be nitrate pollution in the water and also the soil. But if you work with the hydrologist, agriculture like you are doing, it also have effect. Is in nitrogen oxides will be admitted to environment. So what I would suggest you to think about a model that's sustainable with the environment around you. Productivity is good because your purpose, you were saying that, that's why every one of you say, oh, this is $50,000, so I can sell 20. It's good to think about that, but also it needs to think about the sustainable model for the environment. Okay, so make it better, perfect your model. You already in very excellent state. Congratulations. Yes, thank you. Thank you so much. Cô thì cô không có câu hỏi đâu, nhưng mà cô có một chút thương lượng với các bạn được không? Đây là cây gì? Ban nãy bạn Yến bạn nói đây là cây gì nhỉ? Vân Vân hơi lạ nhỉ? À, lan đuôi công. Tên thì cô không được nhớ lắm nhưng mà ban nãy bạn có nói là cây này rất hợp với mệnh kim và mệnh hỏa, có đúng không? À, rồi, ok. Bạn làm nguyên vật liệu là bao nhiêu tiền? Một cây thôi. Mệnh kim thôi. Bạn cứ thoải mái đi, không được để tình riêng vào đây. Bạn cứ giao giá như nào, bạn cứ nói với cô như thế đi. Ban nãy bạn bảo bao nhiêu tiền, bây giờ bạn cứ giữ nguyên giá đi, không cần giảm 1-2 nghìn đâu. Các em học sinh rất là tình nghĩa và đã thương lượng để giảm giá cho cô. Cô chỉ hỏi giá một cách khách quan, cô không hỏi cho cô. Nguyên liệu một cây thôi, không phải hai cây. $18,000, ok. Bán ra ngoài thị trường là bao nhiêu? 18, 35. Gần gấp đôi, thêm 1,000 nữa là gấp đôi đúng không? Vậy thì cô có một điều này chia sẻ với các bạn một chút được không? Thầy Đức, mệnh kim.
Thầy Đức là phụ trách đội tuyển hóa học của trường chúng ta. Thầy lại rất hay bận đi công tác ở Đức hoặc là ở Mỹ. Và khi đấy thì cây ở nhà thì không có ai tưới. Cô cảm thấy cái mô hình này quá hợp với thầy Đức. Vậy thì các bạn có thể tặng cho thầy được không? Thế là thay mặt cho các thầy cô tổ khóa, thầy xin cảm ơn những mô hình của các em. Và cũng như các thầy vừa chia sẻ, thầy rất là thích thú là bởi vì các em đã vận dụng được rất nhiều kiến thức trong cái trồng cái cây lan nuôi tôm này. Đúng là thầy mình kim mà thầy xin trả giá 50.000. Thứ hai là thầy rất là tôn phục các em, là các em trong một cái nhóm của lớp tin và lớp hóa, lớp kết hợp với nhau, đặc biệt là lớp hóa học, thì các bạn đã phát hiện ra rằng là có một là quang hợp của môn sinh học, hai là một mao dẫn, đặc biệt là mao dẫn. Mà bây giờ mao dẫn thì chắc là thầy nghĩ là các thầy tổ vật lý, thầy Long, thầy Kiểu, thầy Đoàn, cô Thần, cô Nga, thầy vật lý là mình nhỉ. Đấy, các thầy cô đã dạy rồi thì hiện tượng mao dẫn này, mà đặc biệt sáng tạo là các bạn biết lấy cái bức. Cái bức này thầy quan sát thì thấy là hình như là nó từ cái nguyên liệu làm chổi lau nhà, đúng không? Nhưng mà các bạn rất sáng tạo. Và thứ hai nữa là đặc biệt là sau đó đến môn hóa học thì cái thành phần pha chế thì thầy thấy các em có vẻ là học cái bài phân bón hóa học ở cái chương trình của lớp hóa, thì có lẽ là các em cũng phải tham khảo thêm, bởi vì trong này nó còn những nguyên vi lượng, đúng không ạ? Và đặc biệt thầy rất thích cái cây lan nuôi tôm này. Và xin cảm ơn em, thầy sẽ mua với nó giá 50.000. Đây thầy cảm. Lần đầu tiên em xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và các bạn đã bỏ thời gian ra để đây tham dự chương trình của nhóm bọn em về sản phẩm các chế dung dịch thủy canh bằng và trồng cây thủy canh trong các hộp nhựa tái chế. Đầu tiên thì vào để sau khoảng 5 ngày thì cây bắt đầu mọc mầm và
khi mà cây đã ra được khoảng 2 lá thì bọn em sẽ lấy ra và cho vào trong chai để như thế này. Vâng ạ, sản phẩm của bọn em thì mang rất là nhiều, có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất đó là việc chai nhựa hiện nay thì rất đa dạng về kích cỡ và chủng loại, vì thế nên thích hợp với việc sản xuất đại trà với giá thành khá là rẻ. Việc sử dụng tái chế chai nhựa thì nó góp phần là mang lợi ích về kinh tế, nhưng mà nó còn giúp bảo vệ môi trường. Và đặc biệt hơn nữa là cái sản phẩm của bọn em thì nó không chỉ là giúp bảo vệ môi trường mà nó còn rất là thích hợp với việc là tiết kiệm diện tích trồng trọt, thích hợp với những cái khu chung cư, những cái nơi mà diện tích trồng trọt hầu như nó không có. Và tất nhiên thì cũng không thể phủ nhận rằng cũng tồn tại một số nhược điểm như thế này, ta không thể trồng với số lượng cây lớn. Và việc ta trồng cây gì ấy, ta lại phải chọn tùy vào kích thước của chai. Nếu mà trồng những cây lớn thì ta phải tùy chọn những cây lớn, nhưng bù lại thì ta lại có thể được năng suất cao, và đặc biệt là ta có thể kiểm soát được tận môi trường của trồng cây. Như việc là không có môi trường sâu bọ thì ta thể canh tác được dễ dàng, tại vì nó ở gần với cái môi trường ta sống này, có thể treo lên cửa sổ này. Và đặc biệt là cái này không những chỉ trồng rau mà ta lại có thể trồng những cái cây cảnh, cây hoa hoặc là những cây phong thủy phù hợp với chúng ta. Và tất nhiên là ta cũng phải mang độ thẩm mỹ cao, như việc nếu mà được đầu tư kỹ lưỡng, ta có thể phát triển cái quy mô này lên, đúc những con nhựa theo có những chai nhựa theo hình dạng đa dạng hơn này, và kết hợp có thể kết hợp với những chất phản quang để mỗi sáng thức dậy khi ánh sáng chiếu vào ta cũng có những chiếc đèn lung linh và đẹp tuyệt đẹp. Và phần giá thành thì nguyên liệu của những cái phần này là 5.000 đồng cho mỗi một giá, 5 đến 10.000 đồng cho mỗi một giá tùy thuộc vào chất lượng của mỗi cây. Nhưng mà trước tiên em xin nói rằng là để trước tiên khi nói về giá thành thì em xin nói rằng là mục đích ban đầu của chúng ta là gì. Mục đích ban đầu tất cả các sản phẩm này không phải là hướng đến lợi nhuận hay gì cả. Mục đích ban đầu của chúng ta là phải là mở rộng quy mô này lên, là ý tưởng của chúng ta để lan rộng, là bảo vệ môi trường chúng ta. Hiện tại vấn đề ngày nay, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp trở đi thì có rất nhiều hiện rác thải đang rất là gia tăng. Và đặc biệt là sau này, sau vài chúng ta nữa thôi, đến khi trời giới chúng ta sống thì môi trường thiên nhiên sẽ bị phá hoại. Chúng ta là những người trẻ, chúng ta phải đi đầu trong những cái lĩnh vực này, không thể trông chờ vào những nhà đầu tư được, tại vì họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Thế nên là chúng ta không thể để lợi nhuận lên làm những việc. Cái chúng ta cần là cái nhiệt huyết và sự quyết tâm, và để lan tỏa ý tưởng của em rộng nhất và hướng đến những cái môi trường trường học. Vì vậy em xin nói là giá thành của một cái cây này là khoảng 16 đến 18 nghìn, giá là 16 đến 18 nghìn thì hợp thị trường. Em xin em nên cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Có nhóm nào có câu hỏi cho sự nhiệt huyết của bạn Thanh không? Muốn hỏi nhóm bạn là với cách làm đơn giản như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức phát triển hay không? Như bạn Thanh đã trình bày là mẫu bạn này chúng ta phải phủ nhận được bạn không tạo một số nhược điểm, và trong đó thì nhược điểm dễ thấy nhất là trong thời kỳ cây sinh trưởng phát triển thì sẽ thiếu mất một lượng khoáng chất, và đó là cái điểm mà mình đang nghĩ đến. Câu hỏi nào nữa không? Hỏi các thầy. À, vâng ạ. Teacher, professor, so I like to talk with student. Okay, congratulations, I like very much your work. And I also like your statement about circular economy. So review, reuse, recycle. This is very important, and I'm happy you are student at the high school and you think about that. This is very something that I'm very happy to hear. Okay, you are talking about the model of explanation of this model for larger production. I would suggest you to think about some model, maybe you may meet your teacher in order to see kind of vegetable, kind of plant. In Thailand, they are using to produce melon. You know melon? Yes, we do. Yes, so melon and strawberry are two kind, common kind for using hydrologist production, okay? Melon very expensive. If you talk in Japan, 1 kilogram of melon with 20 euro is around 500,000
Dong Vietnam for 1 kilogram of melon. So think about this for your business model, okay? I have one question, because I hear your teacher here saying that you are come from computer science, but no. You are working chemistry. They own chemistry. Yes. Yes. Ah, it's not computer science. Okay. Yes. Anyway, I made a question for all of you. Okay. Which is the technology you are using here in this model? Can you repeat the question, please? What is the technology you are using here for this model? In our model, we used biology technology with chemistry and physical technology. Okay. Okay. Yes. I don't want to challenge you, just only to let you think, okay? It's better. Yes. Okay, this is the way to think, not to challenge, okay? Okay. Yes. Thank you so much. Yes. I have a song I want everyone to listen. Dành cho nhóm 4 nữa không? À, xin mời các bạn trở về. Vừa rồi là toàn bộ 4 mô hình của 4 nhóm đã thể hiện tới các thầy cô. Bây giờ cô xin mời mỗi nhóm cử ra một đại diện sẽ đem mô hình đến đây để cô sẽ mời 3 dãy hàng ngang giám khảo sẽ chấm điểm cho các bạn và sẽ tìm ra bạn nào sẽ là nhân tố được đầu tư trong ngày hôm nay. Rất là nhiều mạnh thường quân đang ngồi ở đây, các bạn phải tranh thủ khẩn trương lên. Giám sát viên Tùng, nếu như các thầy cô cảm thấy hứng thú với mô hình trồng rau trong thùng xốp cũng đầy tính nhân văn, các bạn hướng tới những người công nhân hoặc là những em bé mầm non, xin các thầy cô một chút đầu tư cho dự án của nhóm 1 ạ. Các bạn đem mô hình để cho các thầy cô. Có bao nhiêu thầy cô mạnh dạn đầu tư cho nhóm 1? Các thầy cô có thể đầu tư cho cả 4 nhóm thì càng tốt ạ. Em xin những cái cánh tay ủng hộ cho nhóm 1. Rất thực tế, mô hình này dung dịch thủy canh rất phù hợp với cây hành hoa, nhưng lại chưa phù hợp với cây rau muống. Các bạn sẽ còn phải cải tiến rất là nhiều. Em xin một vài cánh tay thầy Khánh có thể mở màn. không, em bạn chỉ cần giơ tay thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ cần giơ tay thôi, không cần phải đấu giá. Một cánh tay, hai cánh tay của cô, cảm ơn cô. Ba cánh tay rồi, bốn cánh tay rồi. 5 cánh tay rồi, 6 cánh tay rồi, em mời toàn nội đồng luôn cũng được ạ. 7, 8, 9, 10 ạ, 11, 12. Em sẽ đếm ngược từ 5 đến 1, nếu như chưa phát sinh thêm cánh tay nào nữa thì chúng ta sẽ xốp lại ở con số 12 nhà đầu tư. 5, 4, 13,
3 2 1 13 nhà đầu tư, 14 nhà đầu tư ở phút cuối cùng. Ok. Cảm ơn các thầy cô ạ. Và nhóm 2 các bạn sẽ đưa lại mô hình. Mô hình này rất thiết thực cho các thầy cô nào mà có con nhỏ, nhất là dưới 3 tháng. Một chút hệ cho rất nhiều vấn đề về sức khỏe của trẻ em và kể cả người già. Ăn được hành. Và những cái rau mầm này nhỏ bé thế thôi nhưng hàm lượng dinh dưỡng lại lớn gấp 5 lần những cái cây to. Trực cồng cành lại dễ đổ vỡ nhưng nhỏ bé lại có sỏi đấy ạ. Các thầy cô đầu tư cho dự án của nhóm thứ hai, xin mời những cánh tay của các thầy cô ạ. Nào, quan sát viên. Quan sát viên đếm bên trái nhá, cô đếm bên phải vì nhóm này rất nhiều cánh tay ủng hộ rồi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bên trái là bao nhiêu? Em chỉ cần... bao nhiêu đây? 19 rồi ạ. Vạn lộc. Vạn lộc có nghĩa là cái cây này sẽ có ra rất nhiều của cải. Vừa may mắn, vừa giàu có. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà đầu tư cho sự giàu có này ạ. Nào, nhà đầu em sẽ quan sát bên trái nhá, cô quan sát bên phải nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Bên này 19 rồi. 19 cộng 19 là bao nhiêu? 38, gấp đôi nhóm 2. Xin cảm ơn một sợi của cây lau nhà. Nào, và một nhân tố bí ẩn nhưng không hề bí ẩn. Một con người của tương lai, một mầm non của vũ trụ, Bùi Phúc Thanh. Em tự giới thiệu thêm một lần nữa. Em tự giới thiệu một lần nữa, em tên là Bùi Thanh, học tương lai chuyên hóa. Tuy nhiên em chưa biết ai quan tâm sản phẩm này, nhưng em xin được nói, phép nói đôi lời. Đây là sản phẩm đầu tiên của em và các bạn được làm ra. Nó không chỉ là sản phẩm mà chúng em cùng nhau làm việc nhóm, cùng nhau ở tâm huyết vào đây. Và đây nó như là một sản phẩm, món quà tình bạn của chúng em. Em rất cảm ơn những ai quan tâm món quà này. Em rất trân trọng. Sợi dây thừng nhỏ bé thôi nhưng đấy là sợi dây gắn kết tình cảm của tất cả các bạn trong nhóm. Và bao nhiêu cánh tay cho sợi dây thừng này ạ? Bạn lại bên này nhá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bên này, 43. Và theo thứ tự sẽ là nhóm 1, 2, 3, 4 sẽ lần lượt đứng số thứ tự là 4, 3, 2, 1. Có nghĩa là nhóm 4, tình bạn của bạn Bùi Phúc Thanh chiến thắng tất cả. Yeah. Nhóm 2 rất giản dị với bốc là nhóm thứ 2. Nhóm 1 sẽ được một phần thưởng, đấy là món quà của cô. Không hề có một món quà nào ở đây vì phần thưởng của cô dành cho các bạn nó lớn hơn 30.000 rất là nhiều. Đấy là gì, đoán được không? Nhanh. Nhanh, đếm lên 3. Không. Điểm 10 quá bình thường cũng vẫn được 10. Học bình thường cũng vẫn 10, không có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ tình bạn này, tất cả mọi người, con đường đi đến trái tim đều qua cái dạ dày đúng không? Và các bạn sẽ được một suất, 6 suất buffet tại Vincom. Nhóm 3 là về vị trí thứ 2, các bạn mong muốn món quà gì đây? Cũng như bên kia đúng không? Vậy thì sẽ được sát bên kia luôn. Sẽ được một suất đi chơi tại khu vui chơi Vincom. Nhóm 2 về vị trí thứ 3, các bạn mong muốn điều gì? Được mua trường đồ, em không muốn điều gì. Bọn em muốn một buổi đi xem phim chung với nhau để gắn kết tình đoàn kết. Ok. Vẫn sẽ là Vincom, các bạn sẽ có một buổi chung tại tầng 2 Vincom. Đấy là một buổi học thử tiếng Anh tại trung tâm APAC. Và nhóm 1 sẽ về vị trí vô đối.
vị trí to nhất, các bạn mong muốn điều gì? Bọn em muốn 6 vé xem phim tại CGV ạ. 6 vé xem phim tại CGV. Bây giờ em bất lực với phần quà và em không nghĩ ra cái gì, em nhờ thấy Đức. Phần thưởng dành cho nhóm vô đối, nhóm số to nhất ạ. Em nghĩ là cái nhóm to nhất thì là cho mỗi bạn một vé xem phim. Xem phim ạ? À vâng. Em hiểu rồi ạ. Vâng vâng, cảm ơn thầy ạ. Mời các bạn 19:30 tối nay tại bốt bảo vệ trên Hùng Vương nhé. Chúc mừng các bạn sẽ có sự đoàn kết ở bất kỳ nơi nào hạnh phúc nhất, đấy là nơi có tất cả chúng ta, đúng không? Vừa rồi là phần trình bày và những cái phần quà nho nhỏ dành cho 4 nhóm. Và để tiếp nối cái dự án này, em không muốn dự án này khép lại ở đây. Em muốn dự án này bây giờ mới chỉ là một mắt xích nhỏ xíu, ngày mai nó sẽ nhân rộng ra. Em muốn các nhà đầu tư, và không cần nhà đầu tư cũng được, giống như ý tưởng của bạn Thanh ấy. Em chỉ cần sự nhiệt huyết của tất cả các thầy cô, của các em học sinh, sự lan tỏa tình yêu thiên nhiên, sự lan tỏa những cái sự cần cù, lao động, cống hiến, sáng tạo, để chúng ta có những vườn rau xanh, ngon dành cho những người thân yêu nhất xung quanh mình và người yêu nhất xung quanh mình ở trường chuyên Hùng Vương, với một sứ mệnh cao cả, chắc chắn là sẽ dành cho các bạn học sinh đội tuyển, những người đang phải vất vả rất nhiều, hy sinh rất nhiều, thậm chí có vé tại CGV cũng không có thời gian để đi xem. Đấy là sự hy sinh để đạt được giải quốc gia, để đạt được giải quốc tế, để ngừng buổi CGV hôm nay, để đến chân nữ thần tự do trong tương lai. Em xin được kết thúc tại đây ạ. Kính thưa các đồng chí, chúng ta thực hiện cái rút kinh nghiệm cái giờ giáo dục STEM của đồng chí Liêu Hoa ở Tổ Hóa. Thì theo tôi là cái công tác dạy học STEM thì là theo chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo và theo chủ trương của Sở Giáo dục rồi của trường Trung học Thông chuyên Hùng Vương. Là trường Trung học Thông chuyên thì không những là chuyên sâu mà lại còn phải là đa ngành. Tức là chúng ta sẽ cho các em nó thực hiện cái chủ trương STEM, tức là nó kết hợp tất cả các cái bộ môn gồm toán, lý, hóa, sinh, khoa học và công nghệ. Thế thì Tổ Hóa đã làm được một cái việc, tức là chuẩn bị cái chủ đề giáo dục STEM, mà chủ yếu ở đây là giao cho đồng chí Điêu Hoa và nhóm Hóa cùng với đồng chí Hoa và đồng chí Nhung, hai đồng chí làm cái tiết dạy là phân bón hóa học. Thì cái tiết này thì tại sao lại chọn cái tiết này thì báo cáo các đồng chí thế này. Thứ nhất là cái tiết học này là cái tiết mà nó kết hợp, cái tiết học nó kết hợp với rất nhiều cái giờ học. Thứ nhất là đặc biệt là môn hóa học thì nó có cái phần phân bón hóa học, các nguyên tố vi lượng cho cây trồng, mà vấn đề ô nhiễm thực phẩm hiện nay đang là vấn đề rất là nóng hổi trên nghị trường, rồi trên thị trường, rồi báo giới, rồi dư luận. Vì thế mà chúng tôi chọn cái giờ này. Thì các nguyên tố vi lượng, nitơ, phốt pho, kali và các nguyên tố khác. Thế môn đấy là môn hóa học, thành phần hóa học và cách pha chế. Thế môn vật lý thì áp dụng vào đây rất nhiều là cái hiện tượng mau dẫn. Môn sinh học thì là quang hợp ánh sáng. Đặc biệt là môn toán cứ tưởng chừng như là không có tham gia gì, nhưng chúng tôi lại thấy là môn toán thì tham gia rất nhiều. Môn toán là tính toán hàm lượng, phân hóa học, pha chế nồng độ dung dịch. Đó chính xác. Bởi vì chỉ cần nồng độ thay đổi là các nguyên tố dư lượng natri, dư lượng nitrat, rồi các nguyên tố khác nó sẽ thay đổi. Vì thế mà cái phần toán và đặc biệt nữa là cái pH, sự phụ thuộc của pH vào các cái yếu tố của cây trồng thì nó như cái hàm số ấy. Tôi vừa nói đùa với cô tổ trưởng là tổ toán là cái chỗ này rất là cần. Thế báo cáo các đồng chí là thế thì đi vào cái nội dung này thì giao cho hai đồng chí Hoa và Nhung đã chuẩn bị, thì phải nói là chuẩn bị rất là công phu vất vả, và trước đó thì phải là đã tiến hành gieo hạt rồi làm thử các thứ. Thì hôm nay đồng chí Hoa đã làm được một cái việc là chia nhóm dạy học như các đồng chí vừa dự. Thế bây giờ chúng ta rút kinh nghiệm thì theo tôi thế này,
Thứ nhất là tôi nhận xét trước về ưu điểm ấy, thì tôi thấy là đồng chí Hoa và nhóm Hóa đã làm một cái việc là rất là cẩn thận, cầu kỳ, chuẩn bị chu đáo các loại giá thể, các loại thiết bị, rồi thì là mô hình hợp cụ, rồi chuẩn bị và công sức bỏ ra phải nói rất là nhiều các chị ạ. Các chị biết là để cây nó lên được cái thế kia thì phải trồng trước đây hàng tháng trời, và sau đó thì lại phải so sánh đối chiếu hàm lượng để xem cây hàm lượng nó như thế nào nó mới lên được. Thế mà lại còn phải học tập, học hỏi, rồi thì các cái trang trại xung quanh xem người ta có làm như thế không, và người ta cung cấp cho thị trường thế nào. Thì cái công sức này bỏ ra rất là mệt. Thế nhưng mà chúng tôi đã nhận cái trách nhiệm này rồi, thì là đồng chí cũng đã làm rất là cẩn thận. Thứ hai là tổ chức được một cái mô hình là giáo dục STEM cho liên quan rất nhiều bộ môn học. Và có thể nói là các em nó kết hợp được hai nhóm học sinh. Bốn nhóm thì có hai lớp, một lớp là lớp toán, một lớp là lớp hóa học chuyên hóa, một lớp chuyên tin. Thì các em chuyên tin thì cũng rất hăng hái tham gia. Và tôi thấy rằng là cái việc dạy của đồng chí Hoa là tương đối thành công. Thế bây giờ đi về cái phần mà một cái góp ý là tôi thấy thế này. Cái góp ý thứ nhất là tôi thấy là cô giáo cũng nên góp ý nữa là nên hướng học sinh vào rõ vào cái chủ đề cho các em. Tức là cái tiết dạy học này thì nó là kết hợp của rất nhiều bộ môn. Đấy, cho nên phải khai thác được cái chỗ đấy. Tức là khai thác rõ cái môn vật lý ở chỗ nào, môn toán ở chỗ nào, môn tin ở chỗ nào, môn hóa ở chỗ nào, và môn sinh học ở chỗ nào, môn công nghệ ở chỗ nào. Thì cái này là cô giáo cũng nên uyển chuyển hơn cái chỗ này, chứ không nên khai thác vào một cái vấn đề. Thứ ba nữa là cái chỗ mà cái vấn đề thị trường ấy, thì cũng theo tôi là cũng nên bớt cái chỗ đấy đi. Bởi vì đây chúng ta chỉ là chủ yếu là vấn đề cái chỗ đấy cho vui thôi, chứ còn cái thị trường rồi thì các thứ vân vân thì không đặt vấn đề với các em lắm. Mà đây không phải là một cái hội nghị đầu tư hoặc là kêu gọi đầu tư hay là start up gì cả, mà chúng ta đây là cái giáo dục STEM, tức là kết hợp các bộ môn khoa học công nghệ cho học sinh. Mà đây là học sinh trung học phổ thông, học sinh chuyên, chủ yếu là học và thực hành. Thì cái vấn đề mà kết hợp với việc thị trường thì không cần thiết ở đây. Mà chủ yếu là cô giáo nên khai thác chính các cái kết hợp các cái bộ môn với nhau. Đấy. Thế thì tôi cũng trong cái giờ rút kinh nghiệm này tôi cũng có một cái ý kiến nhỏ. Thế còn phải nói là tôi rất khen ngợi là cô giáo rất tuyệt vời ở chỗ là chuẩn bị được rất nhiều thứ, mà đặc biệt là chi tiết cẩn thận. Và theo dõi, tôi là tổ trưởng hóa, cho nên tôi theo dõi từ cái hôm mà các cô bắt đầu là làm giá thể. Thế rồi thì là lập các nhóm học sinh. Cũng nói luôn với các thầy cô là không phải ai cũng cho con cái người ta đến người ta làm như thế đâu. Có một số gia đình người ta không cho đi, người ta cho con đi học thêm chứ không cho đi làm thế. Thế nên là cũng phải rất là cẩn thận. Là hôm nay đã lập được những cái nhóm các em nó rất là nhiệt tình. Và cái sản phẩm kia là các em nó tự làm từ cách đây lâu lâu rồi. Khi có chủ trương là đã bắt đầu là phải làm rồi. Thế thì tôi cũng chỉ có lưu ý cái việc ấy. Thế bây giờ tôi cũng yêu cầu là và xin kính mời các đồng chí ở môn hóa là một, môn vật lý, môn công nghệ, môn đặc biệt là môn sinh học nữa, và môn toán thì các thầy cô cũng góp ý cho, để cho cái giờ này nó càng ngày nó càng chuẩn hơn, tốt hơn, và tới đây để chúng ta có thể làm một cách rất là cẩn thận. Và cái xu hướng mà giáo dục kết hợp các bộ môn, tức là công nghệ giáo dục này, STEM này, thì chắc chắn là tới đây là cái chương trình cải cách, chương trình giáo dục mới chúng ta sẽ phải áp dụng rất nhiều. Thầy giáo, cô giáo đứng ở trên bục giảng không những giỏi với môn chuyên môn của mình, mà còn có thể là các cái môn khác cũng phải rất là thông tuệ. Thế thì cũng mong là các thầy cô, đặc biệt là tổ vật lý, công nghệ, tổ sinh học và tổ toán học và tin học nữa. Ví dụ như chúng tôi muốn có một cái nhờ thầy tin học ở chỗ là cái ví dụ sau này có thể là trang trại chẳng hạn, thì lập cái phần mềm người ta có thể tưới tự động, hay là có thể xem cái môi trường ở trong đấy. Vì hôm qua chúng tôi có mở cái môi trường của Apple, họ cài trên máy tính cho đấy, thì mở ra thấy là những ngày mà người rất khó chịu khi lên lớp, thì hóa ra là mở ra thấy không khí đúng là ô nhiễm cực kỳ luôn.
Thế thì cái này các thầy tin học có thể làm kết hợp, mà đặc biệt là môn sinh học. Môn sinh học thì cái chỗ này hóa học rất cần, thì cũng mong là các thầy cô góp ý ạ. Tôi xin ý kiến của tôi như vậy, xin cảm ơn. Kính thưa các nhà khoa học, kính thưa các thầy cô, có lẽ tôi cũng xin trao đổi thêm để hôm nay là có đủ 5 bộ môn của trường chuyên Hùng Vương trong buổi dự một cái tiết dạy của nhóm hóa của Điện Tử Hoa thực hiện, thì tôi cũng xin nói thêm một chút về giáo dục STEM. Mặc dù là ở đây thì rất nhiều thầy cô đã đi tập huấn STEM nhiều, nhưng còn một bộ phận nữa thì mới chỉ được tập huấn một cách trung gian, chưa được tập huấn trực tiếp. Thì giáo dục STEM thì có thể nói là xuất phát từ Mỹ, và đây là một trong những nội dung của giáo dục định hướng đầu ra. Giáo dục định hướng đầu ra cũng xuất phát từ Mỹ. Khi mà công nghiệp phát triển rất là nhanh thì nông nghiệp cũng dựa trên công nghiệp để phát triển, do đó thì có nhu cầu đó là cần những cái lực lượng lao động mà có thể điều khiển được những máy móc hiện đại. Vì thế là Mỹ đã thành lập những trường cao đẳng mà dạy nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng là để đón được cái đầu ra là sử dụng điều khiển được những phương tiện máy móc công nghệ hiện đại cho nền nông nghiệp. Và sau đó thì cái giáo dục này phát triển rất là mạnh, đó chính là một hình thức của giáo dục định hướng đầu ra. Thì sau khi với mục tiêu ban đầu như vậy, nhưng khi thực tiễn triển khai thì thấy là rất là tốt, và giáo dục định hướng đầu ra đã phát triển lan rộng sang rất là nhiều nước. Thế thì hiện nay chúng ta đang tiếp cận dạy học theo hướng phát triển năng lực, cũng là một hình thức của tiếp cận đầu ra, mà giáo dục STEM này là một đại diện rất là ưu tú. Và như các thầy cô đã biết thì chúng ta đang chuyển đổi từ một cái nền giáo dục mà nặng về truyền thụ kiến thức sang để phát triển hài hòa phẩm chất năng lực của học sinh. Thế thì trước đây thì những cái bài học có thể nói là những cái phần trước của chúng ta là quá nặng về kiến thức và phần thực hành thì ít. Ví dụ như môn toán thì các cái đề bài nó đã tách xa khỏi cuộc sống rất là nhiều rồi, và chỉ còn thuần túy là ngôn ngữ toán học, dẫn đến là các em học sinh khi tiếp cận bài toán thấy nó cái tính hào hứng rất là ít, không thấy được nhiều cái tính thực tiễn. Mà nếu như chúng ta chờ học sinh là sau khi trang bị xong kiến thức phổ thông, sau đó mới cho các em làm các công việc vận dụng vào trong cuộc sống thì nó rất là muộn, và các em có thể quên kiến thức cũ. Vậy học ở đâu hành luôn ở đó, và vận dụng kiến thức không chỉ riêng một môn mà kết hợp nhiều môn học vào để có thể giải quyết ngay những tình huống trong cuộc sống. Thì đi việc học tập như vậy giúp cho các em thứ nhất là rất là dễ nhớ, thứ hai là làm cho các em sẽ bước đầu tham gia vào việc nghiên cứu khoa học. Bởi vì nếu như chỉ riêng kiến thức của một môn thì sẽ rất là khó để thực hiện được những cái việc, những cái ứng dụng trong cuộc sống. Giống như hôm nay cô Hoa, cái chủ đề STEM cô Hoa thì cũng phải kết hợp rất là nhiều môn học. Mà trong này thì tôi thấy cái phần vật lý, phần hóa dẫn, nó lại chúng ta sẽ nói giới thiệu kỹ hơn, và thấy là một chủ đề rất hấp dẫn trong vật lý. Thế thì mục đích ý nghĩa của STEM rất là rõ ràng như thế, đó là giáo dục định hướng năng lực, có nghĩa là sẽ phát triển năng lực cho học sinh học và đi đôi với hành luôn. Các em sử dụng những kiến thức hiểu biết của mình cộng thêm với những cái mà các em cần tìm hiểu thêm. Ví dụ khi các em giải quyết một tình huống trong thực tiễn, có những kiến thức các em đã học, có những kiến thức các em chưa biết, thì đấy chính là những cái động lực để các em tiếp tục nghiên cứu, các em nghiên cứu thêm để các em vận dụng vào xử lý luôn được tình huống. Thế thì chúng ta cũng phải thừa nhận một điều, đó là không phải tất cả các kiến thức phổ thông đều được học trong trường học, mà có những kiến thức mà người lao động phải tự học, và khả năng tự học của học sinh rất là tốt. Thế nên là chúng ta không có một cái tham vọng là chúng ta trang bị rất là tốt cho các em học sinh sau đó đưa các em vào cuộc sống, mà chúng ta trong quá trình dạy học chúng ta các tình huống thực tiễn thì cho các em xử lý luôn. Có những điều các em cần thừa nhận là đúng rồi, chúng ta không yêu cầu các em phải chứng minh hay tìm hiểu lại từ đầu, nó rất là mất thời gian, thì các em có thể tìm hiểu thêm, thừa nhận cái kết quả đúng đó để vận dụng vào xử lý luôn các cái chủ đề trong thực tiễn. Thì đấy là những cái mà chúng tôi thấy rằng giáo dục hiện nay đang đi rất đúng hướng, và giáo dục STEM từ cấp trung học cơ sở đến trung học phổ thông thì rất là phù hợp, đặc biệt là những học sinh ở cấp trung học cơ sở. Ở cấp trung học phổ thông thì những em học sinh của khối 10, khối 11 chúng tôi cho rằng là cũng rất là phù hợp, nhưng khối 12 thì cái thời gian để các em triển khai được các dự án như này cũng hạn hẹp hơn, bởi vì cũng nói thật là
thầy cô già rất gần. Do đó thì các thầy cô khi biên soạn các cái chủ đề STEM thì cố gắng tập trung vào học sinh lớp 10, học sinh lớp 11. Thế thì cái tính hấp dân và tính thời sự đối với các em nó cao hơn rất là nhiều. Thì sau đây thì cũng ở các nhóm thì tôi mong muốn rằng với vai trò của phó hiệu trưởng về chuyên môn thì rất mong các thầy cô cùng nhóm chuyên môn tiếp tục góp ý cho tiết dạy của cô giáo Hoa về những cái nội dung mà liên quan chuyên môn của mình và những nội dung chung. Thì sau đây xin mời các em tổ nhóm chuyên môn tiếp tục thảo luận. Xin cảm ơn. Đấy là mấy cái định hướng của thầy phó hiệu trưởng. Bây giờ thay mặt cho cái giờ đại diện cho giờ dạy, tôi xin mời các thành viên tổ hóa góp ý trước. Xong đến tổ vật lý, tổ sinh học, tổ tin học và toán học. Mời các thành viên tổ hóa. Mời các thầy cô tổ hóa có đồng ý nào có ý kiến gì không ạ? Các thầy cô cho ý kiến về cái thứ nhất là các cái bước giảng dạy, rồi thì kiến thức chuyên môn, rồi cách tổ chức nhóm lớp. Xin mời các thầy cô. Nếu mà các thầy cô không ý kiến thì tôi sẽ chỉ định luôn đấy. Thay mặt cho nhóm vật lý công nghệ thì em STEM có một số ý kiến nhỏ về cái bài dạy STEM của đồng chí Yêu Hoa. Thì với bài dạy STEM vừa rồi thì với ưu điểm của bài dạy thì cũng như đồng chí vừa nói và cũng như chúng ta đã xem thì qua cái quá trình thiết kế bài dạy nó đúng theo quy trình của đã đi tập huấn và quy trình của đơn giản. Với cái cách thành lập nhóm do là trong hè nên thành lập nhóm của đồng chí Hoa là nhóm theo không cùng một lớp, do hai lớp, vì vậy nó xảy ra một cái tồn tại, đó là do chọn hai lớp nên các nhóm là không liên kết với nhau chặt chẽ, nên là không, các nhóm ví dụ như hai nhóm của lớp Hóa thì nó liên kết với nhau, hai nhóm lớp Tin liên kết với nhau, còn không có sự liên kết giữa lớp Tin và lớp Hóa. Về cái thứ hai là trong tất cả quá trình đó thì thấy rằng là đa số học sinh thì vẫn chưa có cái khả năng thuyết trình, khả năng thuyết trình nhóm của học sinh vẫn là tương đối kém, nên cho học sinh thuyết trình hơn nữa. Và cái tồn tại nữa mà tôi có thể đưa ra đó là ở trong cái phiếu đánh giá số 3, phiếu đánh giá số 3 cuối bài tiết 3 này thì chúng ta thấy là giáo viên vẫn chưa có sự đánh giá cụ thể, đó là học sinh thì chưa nêu ra được cái tồn dư của cái hóa chất mà sau khi, tức là chúng ta làm sau này thì khi nào đến hết tồn dư hóa chất thì có thể sử dụng được. Còn cây cảnh thì nó nói, nhưng mà khi mà áp dụng với rau thì nó sẽ đến bao giờ nó sẽ hết tồn dư hóa chất thì có thể sử dụng được. Đấy là một số cái ý kiến nhỏ của nhóm công nghệ vật lý đưa ra với các nhóm khác. Xin cảm ơn thầy Tiến. Như vậy là cái phần mà thầy Tiến muốn nói, tức là cái cây rau ấy thì khi đã pha chế cái hàm lượng dinh dưỡng như thế rồi thì đến lúc mà nó phát triển đến cái thời kỳ đấy thì có lẽ là lại phải đo lại, đúng không ạ, để xem là nó đã sử dụng hết cái hàm lượng ấy chưa. Thứ hai nữa là có lẽ là phải mang cái lá rau ấy hoặc là cái sản phẩm rau nhờ phân tích. Thì ở đây tôi cũng báo cáo với thầy Tiến và các thành viên trong cái giờ dạy hôm nay là thế này. Chúng tôi đã có cái ý tưởng đấy, tức là ở các đồng chí biết là ở đây là hôm trước tôi đã nói với cô Hoa rồi, nhưng mà có lẽ là chưa kịp thực hiện là vì cái dự án chúng ta nó còn dài mà. Ở Phú Thọ này báo cáo với các thầy cô là có một cái viện nghiên cứu rau và hoa quả trên Phù Ninh rất là hiện đại. Thì chúng tôi đã liên hệ và ở trên ý người ta rất là nhiệt tình giúp đỡ. Thế mà đặc biệt là khi áp dụng cho học sinh này thì họ, các cái giáo sư, các cái phòng thí nghiệm trên đấy cực kỳ, các cái lab ở trên đấy cực kỳ hiện đại.
vì họ là nguyên là cái viện nghiên cứu chè của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đấy ạ. Thì họ có những cái phương pháp phân tích lá chè để mà xuất khẩu đấy ạ. Cái chè búp mà trước khi xuất khẩu bây giờ là họ phải làm rất kỹ, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, tồn dư các loại kháng sinh, vi lượng vân vân. Vì thế chúng tôi đã liên hệ thì họ nói là khi nào các thầy cô cần thì cứ mang lên chúng tôi sẽ phân tích giúp, và cũng không phải mất tiền. Thế nên chúng tôi đã liên hệ rồi, nhưng mà có lẽ là do chưa cô Hoa trong một cái giờ dạy này là chưa báo cáo cho đấy. Cái đấy thì có phải phân tích cái lá rau, cái lá rau đặc biệt là cái lá rau để ăn ấy, và các cái sản phẩm mà thủy canh ấy là phải nhờ phân tích và để xem cái tồn dư ở trong có đảm bảo cái hàm lượng trong tiêu chuẩn Việt Nam không. Đấy là xin cảm ơn thầy Tiến ạ. Xin mời các thầy cô khác ạ. Bây giờ xin mời thành viên tổ hóa. Tổ hóa xin mời cô Dương Hương ạ. Chúng ta tập huấn cho các em cả về vấn đề làm hành, nhưng mà vấn đề tập huấn về thuyết phục người nghe. Xin nhận ý kiến ạ. Vâng, như vậy là cái vấn đề thuyết trình. Thế thì nói trước đám đông thì phải nói là một trong những kỹ năng mà cũng thêm nữa đấy ạ. Báo cáo các thầy cô ở Bộ Giáo dục là cái khả năng nói trước đám đông thì kể cả thầy cô giáo mà có khi nói trước đám đông cũng sợ. Nhìn xuống dưới sợ đến học sinh nó mà đây là những học sinh lớp chuyên tin và chuyên hóa, cho nên khả năng nói trước đám đông của các em nó cũng còn hạn chế. Chúng tôi đã tập huấn rất nhiều, tức là bảo cho các em lên tự nói, tự kể về mình vân vân các thứ, nhưng mà đúng là sau đó lại cứ ngồi suốt ngày vào làm bài tập để thi học sinh giỏi quốc gia, cho nên là cái khả năng này cũng rất là hạn chế. Và suốt ngày nhốt ở trong cái phòng để mà nghiên cứu các cái bài tập cực kỳ vất vả, cho nên khả năng giao tiếp với bên ngoài là cũng hạn chế. Cái này cũng sẽ rút kinh nghiệm, và cũng mong rằng là sau này thì Bộ cũng tăng cường tập huấn về cái khả năng giao lưu, là cứ nói trước đám đông, lên mỗi người hát vài bài hay là gì đó kể thì nó tốt hơn. Bây giờ xin mời các thầy cô của tổ toán ạ. Xin mời thầy Dũng. Qua theo dõi tiết của đồng chí Hoa về giáo dục STEM đấy thì tôi thấy là đồng chí cũng đã rất là cố gắng, chuẩn bị rất là công phu, và tiết thứ dậy thì cũng rất là sôi nổi. Tuy nhiên về mặt báo cáo với thầy cô về mặt toán học ấy, thì là tất cả các môn toán lý hóa sinh tin thì chắc là môn nào dạy chúng ta phải ứng dụng toán học và thuật toán, cả môn điện thuật toán. Nhưng mà đối với học sinh thì báo cáo với thầy cô thì các em cứ học toán này, nhưng mà về cái ứng dụng thực tế thì nó chưa như thầy Quỳnh nói là các em nó chưa thực sự là ứng dụng được nhiều. Thực tế thì chúng ta không thể nào ra chợ chúng ta nói là bán cho cháu căn 2 mét vải đâu, không thể nói căn 2 mét vải, không ai biết cả. Hoặc là ví dụ như là bây giờ học sinh đứng trước cái tiệm bánh, bây giờ nó muốn mua, người ta có 20.000 một cái bánh là bán kính 5cm, bây giờ 30.000 một cái là bán kính là 8cm, thì hỏi mua cái nào lại hơn. Cho nên nghe nó là cũng phải biết tính toán và bắt đầu nó ứng dụng vào thực tế. Thì qua cái tiết học này thì tôi thấy là cái giáo dục STEM là đúng là một trong những cái mà xu hướng là chúng ta để chúng ta ứng dụng từ trường học ra, mà nó là xu hướng thế giới. Thì tôi thấy là tiết của đồng chí Khoa là rất là tốt, tuy nhiên là cái phần tính toán tôi chưa nhìn thấy rõ lắm. Các em nó tính một số cái đồng bộ phần trăm, giống như đồng chí Tiến ấy, để tồn dư bao nhiêu phần trăm, ta chỉ ra những con số cụ thể thì nó sẽ hay. Tôi xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy Dũng. Đúng là cái môn toán là công cụ toán học. Thì đúng là nếu mà cứ phương trình mới khai căn, mới hàm số, mới các loại tập hợp rồi thì rời rạc. Thì mà đúng là ở trường chuyên thì nếu mà các học sinh đội tuyển toán thì toàn những em nên là giải những bài toán vỡ đầu. Nhưng mà về bố hỏi là mày tính cho tao xem là tao có 80 cân thóc, bây giờ đi sát về được như thế là 34 cân gạo, là mày tính cho tao xem được đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm gạo này có mua được không, giá thành gạo bao nhiêu để có lãi vân vân các thứ, thì có khi học sinh họ giỏi quốc gia cái họ chịu. Thế nhưng mà bây giờ ấy, thì cái xu hướng thi bây giờ thì tôi thấy là các thầy đã bắt đầu đưa những bài toán thực tế vào. Ví dụ năm ngoái thi trung học phổ thông quốc gia tôi thấy có những bài bút chì
làm nào để bao nhiêu gỗ mà bà dân sản xuất ra bao nhiêu cái bút chì. Mà nó học sinh rất là khoái chí và cũng bị bất ngờ, mặc dù không làm được rất tức nhưng mà về cay cú. Thế thì đấy là một trong những cái hướng đúng mà chúng ta nên là thực tế hóa những bài toán hơn. Thế thì trong cái tính toán này thì các em nó cũng tính rồi đấy, nó có cái bảng tính hẳn hoi đó. Nhưng hôm nay là cô giáo sơ xuất và học sinh sơ xuất là không cho các thầy cô xem nữa. Nó cân đấy, cái lúc mà chiếu lúc ban đầu đấy là có cân, cân từng hàm lượng một, tính toán rất cẩn thận. Thế mà trong khoảng thời gian đấy là nó sẽ hút hết cái chất dinh dưỡng đấy. Nhưng quả thực là còn nó còn ở trong cái lá rau, nó là tiêu hóa hết chưa, nó còn tồn dư bao nhiêu. Bởi vì cái tiêu hóa này chắc chắn là nó còn do cái ADN của cái cây đấy, rồi môi trường, ánh sáng, nhiệt độ, độ pH. Thì các em nó chưa làm được. Thì phải nói là toán học thì là cái công cụ mà quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà đúng là sẽ phải có những bài toán thực tế hơn để đi vào sâu hơn cái việc đấy, thì gây hứng thú cho học sinh hơn. Chứ cứ hàm số đồ thị với các thứ mãi mà không thấy ứng dụng gì thì người ta cũng sẽ chán. À, xin mời các thầy cô tổ sinh học ạ. Xin mời cô Hạnh. Thì đưa ra một số nhận xét sau rồi bây giờ của đồng chí Hoa. Thứ nhất là theo những các đồng chí đã nói về quy trình STEM thì tôi thấy là cô Hoa dạy theo đúng quy trình STEM. Nhưng mà tôi ở lĩnh vực sinh học thì tôi thấy có một số cái mà nếu được bổ sung thêm thì nó sẽ hoàn thiện hơn trong cái giờ dạy này. Thứ nhất là về cái sản phẩm thì các em đã đưa ra rồi, nhưng mà nếu nó có cái tính đối chứng nữa thì nó sẽ hay hơn. Có nghĩa là đối chứng để cho cái bài pha cái nồng độ ấy thì là xem là cái nồng độ nào tối ưu để cho cây nó có thể sinh trưởng phát triển được tốt nhất. Và sau khi cái tối ưu đấy thì có thể đưa ra được cái quy trình. Một cái quy trình này thì có thể là để bất kể ai có thể dự một cái buổi STEM đấy cũng có thể về áp dụng được, có thể trồng được cây chứ không phải là chỉ có ở trên lớp mà các em được học đấy, thì các em làm như vậy nó chưa có tính kiểu ứng dụng nhiều trong thực tế. Cái thứ hai mà tôi cũng muốn nói ra thì cũng như là đồng chí Tiến cũng đã nhận xét rồi, là gì, là chúng ta không phải là cứ xanh tốt là sao. Nếu như là xanh tốt là đối với cái lĩnh vực mà cây cảnh thì rất là tốt, nhưng mà chúng ta thấy là bình thường như là ở một vườn rau muống như chúng ta vừa quay lại xong thì 3 hôm thì nó đã xanh tốt rồi, nhưng mà mang vào sử dụng thì rất là hại đối với cơ thể. Cho nên là chúng ta cũng như là thầy Đức mà nói, cũng như là đồng chí Tiến nói, là chúng ta nên kiểm nghiệm nó, sau đó thì chúng ta mới ứng dụng và đưa nó thành một cái công thức hoàn chỉnh để có thể ứng dụng hoàn thiện. Xin hết ạ. Và tôi cũng có ý kiến thêm như sau. Cái bước mà xác định các kiến thức nền, trong đó có môn toán, môn vật lý ấy, thì trong hoạt động số 2, hoạt động số 2 là có. Thì trong này tôi đề nghị tác giả cô giáo Hoa là bổ sung thêm phần toán và phần vật lý trong hoạt động 2. Thì trong cái phiếu đánh giá số 3, hôm nay các thầy cô được dự là hoạt động số 5. Thì đây là hoạt động có thể nói là hấp dẫn nhất trong cái dạy chủ đề STEM. Bởi vì khi đó em đã được chuẩn bị xong các sản phẩm của mình và em ra để giới thiệu thuyết minh về sản phẩm. Thì chắc chắn hoạt động 5 là hoạt động mà giáo viên cũng như học sinh là hào hứng nhất. Thì trong hoạt động này, trước khi các em tiến hành hoạt động 5 thì cái phiếu đánh giá số 3 đã được gửi đến tất cả các học sinh rồi, để các em sản phẩm của các em là được chuẩn bị và dựa trên cái tiêu chí đánh giá số 3 này, phiếu đánh giá số 3 này để các em chuẩn bị sản phẩm. Và khi chấm thì các thầy cô cũng chấm theo đúng cái phiếu số 3. Nhưng mà hôm nay thì tôi cũng đánh giá cao cô Hòa chỗ như sau, rất là linh hoạt trong việc là nếu như đánh giá theo cái tiêu chí phiếu số 3 này ngay tại lớp học thì cũng khá là mất thời gian. Thế thì cô đã chọn giải pháp đó là nhờ các chuyên gia và các thầy cô giờ vote nhanh cho các sản phẩm. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cách đánh giá rất là thông minh. Thế còn việc đánh giá một cách định lượng thì sẽ có phiếu đánh giá thì sẽ cụ thể hơn. Thế còn hôm nay thì các thầy cô giơ tay để ủng hộ cho các dự án của các em, thì một cái ứng xử rất là thông minh và linh hoạt của Hoa là dựa vào các chuyên gia và thầy cô để vote cho các cái dự án mà các em đã làm được thì cũng rất hay. Tôi xin hết ý kiến. Ô, xin cảm ơn thầy Quỳnh và các thầy cô. Thế thì tôi cũng nói luôn là cái
cái chương trình TEM này thì nó rất nhiều công đoạn và nó rất dài. Nó từ quá trình chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến các loại, cho đến kết hợp. Thì để làm được một cái tiết như thế này thì phải chuẩn bị rất công phu. Tất nhiên là các thầy cô thì bây giờ chúng ta cũng rất muốn là nó hoàn chỉnh. Thế đúng là qua cái quá trình đấy thì chỉ chọn được một công đoạn hôm nay biểu diễn thôi. Chứ còn cái chuẩn bị và cái sau của nó thì còn kéo dài tiếp ạ. Và cũng xin cảm ơn, xin mời tổ tin học, xin mời cô Thái. Thì sau khi quan sát cái hoạt động hôm nay của cô Hoa thì tôi có một vài nhận xét như sau ạ. Thứ nhất là về cái câu hỏi của chuyên gia hỏi về cái technology trong cái bài này như thế nào ạ. Thì trong chương trình tin học lớp 10, em đã vừa học xong là cách giải quyết một bài toán như thế nào. Cách giải quyết một bài toán không phải là thực tế nữa, không phải là trên máy tính nữa mà cách phải giải quyết bài toán trên thực tế. Tức là phải có input cho nó vào và output cho nó ra. Thì để thực hiện như vậy thì qua quan sát thì tôi thấy các nhóm đã hoàn thành tốt được điều đó, mặc dù có thể bản thân em chưa hình dung là em đã làm được như vậy. Tức là em có bước khảo sát, tôi thấy em có đến thăm một số trang trại đúng không ạ, có bước khảo sát ạ. Sau đó em phân tích theo nhóm với nhau và cuối cùng là em thiết kế ra cái mô hình mà em sẽ làm và tiến hành như thế nào. Và cuối cùng là cái sự kiểm thử là cái kết quả em đã thấy được. Thì tôi thấy rõ cái technology ở đây. Thì có thể là qua những cái buổi học khác thì cô Hoa có thể chú trọng hơn về cái việc là em sẽ hình dung được gần như là một cái mô tuyết. Khi em làm cái sản phẩm gì đó thì em đều phải trải qua các bước như vậy. Cũng như là trong tin học thì để biết một phần mềm cũng phải trải qua các bước như vậy. Ngoài ra thì trong cái bài thuyết trình ngày hôm nay ấy, thì tôi có vài nhận xét đó là khi mà các nhóm trình bày ấy, thì có thể các nhóm sẽ phải trình bày rõ hơn một chút về để đạt được cái sản phẩm như vậy thì Kem đã có những cái trải nghiệm gì. Tức là Kem phải nói nổi bật ra được là Kem đã có những trải nghiệm gì khi Kem đã làm được điều này. Tức là cái lĩnh hội được ấy, mình đã làm bằng thật rồi, mình phải được trải nghiệm là gì, trải nghiệm về kiến thức như thế nào, trải nghiệm từng môn học như thế nào đấy, và trải nghiệm về thực tiễn ra làm sao, thì Kem phải nói nổi bật được cái điều đó. Và thứ hai nữa là cũng phải Kem cũng nên trình bày là Kem gặp những khó khăn gì khi Kem đã làm những hoạt động này, thì để cho giáo viên có thể hỗ trợ và các bạn khác có thể hỗ trợ. Thế ngoài ra thì ngoài cái việc các nhóm hỗ trợ lẫn nhau thì ở đây tôi ít thấy cái sự tương tác giữa giáo viên với học sinh các nhóm. Tức là giáo viên sẽ phải hỗ trợ thêm các em về điều này, hoặc là đưa ra những câu hỏi để nổi bật được là em đã làm được những gì để em cảm thấy là mình rất hào hứng. Thì ngoài ra đóng vai trò là giáo viên chủ nhiệm của lớp trung tin thì ban đầu khi mà nhà trường triển khai thì tôi triển khai về lớp thì các bạn nhỏ rất là thắc mắc là STEM là gì ạ cô, và tôi nói là các bạn học sinh chuyên tin thì muốn biết cái gì thì phải tra Google, và tôi yêu cầu các bạn phải tìm hiểu ngay cho cô giáo và trả lời của ta biết là STEM là gì đã. Thì sau khi tìm hiểu trên mạng thì các em cũng rất là hào hứng, và đến bây giờ khi tôi chụp một số bức ảnh vừa nãy và gửi lên nhóm phụ huynh của lớp tôi ấy, thì các phụ huynh ở nơi khác ấy, các huyện khác mà không được tham gia thì cũng rất là thắc mắc là tại sao con họ không được tham gia trong cái hoạt động này. Thì tôi có trả lời là các phụ huynh yên tâm là trong năm học tới thì trường Kim Hùng Vương sẽ triển khai nhiều tiết học hơn có sử dụng STEM như thế này, và cũng rất phấn khởi. Xin hết ạ. Xin cảm ơn cô Thái. Như vậy là các tổ lần lượt có ý kiến, bây giờ xin mời các thành viên khác. Đồng chí nào có ý kiến góp ý? Với cơ bản là đã có rất nhiều ý kiến, tôi có thể phản hồi ý kiến của các thầy cô. Vâng ạ, thì em nói luôn. Được phản hồi một số ý kiến ạ. Báo cáo với các thầy cô là vấn đề thứ nhất, tất cả ý kiến của thầy cô là em đều xin phép được ghi nhận. Còn về một số em xin tóm lược, em chưa cụ thể ý kiến của từng thầy cô nào cả. Về một số những lĩnh vực, ví dụ như toán học, tính từ ở đâu, thể hiện rõ như thế nào, quy trình nào nên rõ cụ thể, thì có lẽ là ở đây chúng ta mới chỉ dừng được một phần 20%, một phần 5 tiến trình dạy học của em thôi. Còn những cái phần toán học nó ứng dụng ở đâu là nó đã ở các hoạt động số 3 rồi ạ. Khi mà các em thiết kế mô hình là các em đã phải dùng thước, dùng phân ba, tất cả các kiểu rồi ạ. Thì nó không được mô tả ở đây vì đã có dành hẳn tiết học để mô tả quy trình đấy rồi. Còn cái bước thực nghiệm thì đúng là làm em quên, em chưa cho vào cái tiêu chí ban đầu khi tôi cho học sinh ấy ạ. Nữa là cái phần thuyết trình, xin phép các thầy cô là tú được là cái phần tất cả các phần diễn của bọn em hôm nay đây là lần đầu tiên, chứ không có chuyện là diễn viên diễn lại. Thế nên là các
em đấy đến tận hôm qua chứ là sáng mai lên để học tập năm nhất chúng ta kết thúc học tập 2, 3, 4 rồi thì bảo thế có những ai dựa cô có 24 học sinh cô là 25 ngoài ra là các thầy cô ở bộ với trường mình chắc khoảng 80 thầy cô. Nghe đến đấy thì các bạn đã muốn ngất rồi vì thực sự là rất là run, bản thân em cũng rất là run, thế nên là có lẽ là cái tâm lý đấy kết hợp với cái sự là đây là lần đầu tiên và em cũng không muốn cái sự diễn giả tạo cả, em muốn tất cả mọi cái đều diễn ra một cách tự nhiên để chúng ta cùng rút kinh nghiệm chứ không có cái chuyện là như là trường quay. Thế nên là các hoạt động mà báo cáo hay là thuyết trình luật nào thì có lẽ là phải dần dần xin kính mời các thầy cô ở bộ giáo dục hoặc là bộ trung học mà tổ chức nhiều đợt giao lưu để các em mới dạng hơn hoặc là trường em cũng sẽ tổ chức nhiều những cuộc ngoại khóa hơn thì các em sẽ dạng cách tự nhiên hơn ạ. Thì còn đây là lần đầu tiên em được dạy trước các thầy cô ở bộ giáo dục và cũng là lần đầu tiên học sinh được trải nghiệm với nhiều thầy cô nhiều cung bậc khóa nên cái chuyện trạng thái tâm lý đấy thì em nghĩ là cũng mong các thầy cô thông cảm. Và như vậy là cô Hoa đã có thêm ở đây thì chúng ta là hoạt động số 5 của cái chủ đề này và những cái thông tin liên quan đến các kiến thức bộ môn thì nó liên kết kiến thức nền từ số 2 làm hoạt động đó là hoạt động số 3 và đúng là chuyên hùng vương thì cái sự gợi ý và cũng nhân đây thì nhà trường trân trọng cảm ơn thầy cô ở giáo dục trung học chương trình giáo dục phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 đã rất là quan tâm khi bà ấy chuyên đồng vương để thực hiện cái dự án này và có những cái chuyên gia hàng đầu về để tư vấn hỗ trợ cho nhà trường thì thay mặt lãnh đạo trường chuyên đồng vương thì xin trân trọng cảm ơn các thầy cô của cục giáo dục trung học của chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 và cũng cảm ơn các chuyên gia đã về đây thì trong buổi sinh hoạt chuyên môn này rất mong là được nghe ý kiến đóng góp của các thầy cô chuyên gia tư vấn thêm cho thầy cô nhà trường để chúng tôi sẽ thực hiện những giáo dục STEM này tốt hơn trong thời gian tới và sau đây xin trân trọng là kính mời các thầy cô chuyên gia đóng góp ý kiến cho cái tiết học vừa rồi. Xin mời thầy cô. Vâng, thì kính thưa cô là trước hết là với tư cách cá nhân đã thì tôi xin chúc mừng cô Hoa đã thực hiện khá thành công cái giờ dạy của mình. Hôm qua cô Hoa vẫn gọi điện chia sẻ là thời em lo lắm, không biết là muốn khá căng thẳng vì không biết là diễn trước đám đông thế thì các vị động viên là đề nghị là cô cứ làm đúng và làm thật, không phải là lo diễn, cứ làm thật cho để chúng tôi có những cái nhìn đúng và chúng tôi sẽ có những góp ý tư vấn. Thế thì về với trường lần này là thực hiện cái việc là chúng ta cùng nhau trao đổi lấy cái lý do là trao đổi về dạy học STEM là một cái mà hiện nay bộ đang triển khai. Tuy nhiên là chúng tôi muốn là nhân việc cái việc trao đổi về dạy học STEM thì chúng ta muốn trao đổi thực hiện triển khai chuẩn bị cho việc triển khai dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Trong đó thì có một cái như buổi hôm nay thì có một cái chúng ta trao đổi một cái hoạt động đầu tiên đó là cùng nhau thảo luận bàn về cái chuyện là tổ chức sinh hoạt chuyên môn để xây dựng một cái kế hoạch dạy học sao cho nó hiệu quả nhất theo đúng cái hướng là bộ đã chuẩn bị từ năm 2014 về việc là triển khai sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch học đấy thì thế thì chúng tôi muốn giữ cái giờ đấy và vừa rồi thì thầy cô cũng đã thực hiện cái giờ sinh hoạt chuyên môn rút kinh nghiệm giờ dạy học của cô Hoa. Thế thì trước hết cái cảm nghĩ đầu tiên đó là chúng tôi cũng nhìn thấy ở cái buổi sinh hoạt thầy cô đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho cô Hoa về cái việc là thực hiện các cái một số cái hoạt động trong cái giờ dạy để đằng sau thầy cô Hoa phải làm tốt hơn. Tuy nhiên thì thực ra này vẫn mong muốn là thầy cô thực hiện theo cái hướng dẫn của bộ trong cái công văn 4 số 5 từ tháng 10 năm 2014. Ở đây chắc phải có thầy Hùng chuyên viên sở rất là biết là cái mong muốn của bộ trung học rất lớn về là thầy cô muốn có một cái giờ dạy tốt thì phải có kế hoạch dạy học tốt và muốn có giờ dạy học tốt thì cái kế hoạch đấy không phải là
được xây dựng bởi một giáo viên mà phải xây dựng bởi cả tổ, hoặc là ít nhất là trong một năm thì cả tổ sẽ được một số cái giờ dạy theo kiểu ấy, dựa trên cái cách một số loại kiến thức nào đó hay là một số cái kiểu dạy học nào đó mà chúng ta muốn triển khai. Thế thì ví dụ như là chúng tôi muốn là mong muốn là thầy hiện nay thì thầy cô đang góp ý, vừa rồi góp ý theo kiểu tôi quan niệm là thầy cô góp ý theo kiểu là chiều rộng, tức là chúng ta góp ý luôn là có vừa rồi cô Hoa đã dạy và đã thực hiện rất tốt một số cái hoạt động về cơ bản là tốt, thì tất cả mọi người đều nói câu đấy, nhưng tôi chỉ góp ý một số cái hoạt động xong thì thầy cô đã đưa ra ý, các góp ý đấy đều rất là trúng. Tuy nhiên thì chúng tôi muốn là các góp ý, tức là theo cái hướng dẫn của công văn số 5 thì các góp ý phải dựa trên bằng chứng, các góp ý phải dựa trên cái việc các việc mà liên kết được các cái dựa trên cái tiến trình kế hoạch đã đề ra. Thế thì ở đây tôi xin phép là nói lại nói nhanh một chút về cái quy trình đấy. Quy trình đấy là gì? Đầu tiên theo kế hoạch, ví dụ thầy Đức phân công Hoa chuẩn bị cho tôi một cái kế hoạch dạy học về chủ đề STEM hoặc là một cái chủ đề khác thế thôi. Sau đó thì cô Hoa trong cuộc cuộc họp tổ bộ môn thì phải trình bày ý tưởng đấy và cái kế hoạch dạy học đấy, ví dụ như dạy học STEM có 5 bước thì cô phải trình bày 5 bước đấy. Để theo cái quy trình dạy học STEM tôi có 5 bước đây, trong 5 bước này thì các hoạt động của giáo viên như sau, các hoạt động học sinh như sau. Đấy, cô Hoa trình bày ra và sau đó thầy cô đã góp ý cho cái đấy rồi và cô Hoa đã điều chỉnh rồi. Sau đó thì đến cái bước như vừa rồi là cô Hoa lên thực hiện giờ dạy thật, thầy cô dự giờ để ghi nhận lại các cái diễn viên của cái hoạt động và sau đó chúng ta học lại như vừa rồi, chúng ta học lại để đánh giá cái quá trình hoạt động đấy, việc thực hiện cái kế hoạch đó. Thì cái quy trình của nó thì gồm có 4 cái bước cần phải thực hiện. Đầu tiên là chúng ta phải làm, tức là chúng ta sẽ phải thử ra theo thời gian làm. Đầu tiên là chúng ta phải dựa trên sự quan sát, ví dụ thì chúng ta dựa trên sự quan sát chúng ta phải mô tả các hoạt động học của học sinh theo thời gian. Cái này không chỉ làm cho STEM nhưng tất cả các giờ học sau, nếu mà thầy cô chúng ta đang mong muốn là đổi mới cái sinh học chuyên môn để mà hướng tới cái bàn về dạy học phát triển nhận, thì đầu tiên thầy cô phải làm cho động tác là dựa trên một quá trình hoạt động quan sát đấy, thì chúng ta mô tả cho thật rõ các hoạt động của học sinh theo thời gian, ví dụ học sinh đã làm gì, nói gì, viết gì, trao đổi như thế nào, chúng ta phải biết ra được mục đích và thì tất cả thầy cô phải góp ý vào. Tôi, ví dụ như tôi là người dự thì tôi thấy là đầu tiên cô Hoa vào cô Hoa giới thiệu về ý nghĩa của đề tài, cô Hoa chiếu video về quá trình thực hiện đề tài, thế tôi nghĩ như thế. Sau đó đến bước thứ hai là cô giáo giới thiệu nhóm một đấy, trình bày sản phẩm của mình, cô giáo nói qua một chút về giá tiền và giới thiệu về cách tổ chức là giao nhiệm vụ là giá tiền thì các con có thể làm ít hơn càng tốt. Sau đó là nhóm một giới thiệu về cái gì, thì chúng tôi phải ghi lại được thì nhóm một giới thiệu về thành phần hóa học của NPK trong dung dịch, yêu cầu là độ nồng độ pH đặt ra là 6 ppm, chất dinh dưỡng thì nó là 1000, ví dụ thế. Và học sinh trao đổi đặt câu hỏi, học sinh đặt câu hỏi thì bạn ghi lại, học sinh có một nhóm đặt câu hỏi, nhóm số 1 đặt câu hỏi là rau muống thì vàng, hành thì xanh, tại sao? Thế là học sinh trả lời thì chúng ta phải ghi lại những cái điều đấy, chúng ta viết lại được. Tương tự như thế thì các nhóm 2, nhóm 3 cũng sẽ thấy chúng ta ghi lại được. Kể cả cái hành động của giáo viên như vừa rồi có thể chúng ta ghi lại được là chuyên gia có hỏi về cái sự xuất hiện của, tức là sự có mặt của môn hóa, môn sinh, rồi là môn vật lý về hiện tượng mau dẫn, thế nên chúng ta phải ghi lại cái điều đấy. Thế sau khi mà ghi xong, ghi thống nhất từ một cái list đấy, thầy Tiến môn lý bổ sung là tôi thấy là có cái thằng, cái bạn học sinh bên kia nó còn đưa ý kiến này cơ, thì cô Hóa chưa nói được, thì cô Hoa không nhớ thì tôi bổ sung lại, thì đấy cái việc mà mô tả đấy các cái hoạt động học làm bằng cớ để ký chúng ta sẽ bàn về cái kế hoạch tiếp theo. Thế thì trong đó cái hoạt động hai là chúng ta phải phân tích để chỉ ra được những cái gì mà học sinh đã đạt được, phải dựa theo mục tiêu. Theo mục tiêu cô Hoa nói rồi, mục tiêu có gì thì chúng ta phải nói là học sinh đã đạt được gì theo mục tiêu. Ví dụ tôi thấy là học sinh đã trình bày được những cái kiến thức hóa học theo tiêu chí, thành phần hóa học của chất dung dịch theo tiêu chí này, lý do học sinh pha này, hay là học sinh mô tả được cái quá trình làm việc của mình. Như vậy tất cả đấy đều dựa theo tiêu chí của cái kế hoạch dạy học đã đề xuất. Nên chúng ta phải nhìn ra là trên cơ sở những cái mô tả
giờ học như thế thì có đúng là học sinh đã đạt được cái mục đích này không? Sau đó thì các thầy sẽ chỉ ra nguyên nhân tại sao, do câu hỏi thầy đặt có vật lý hay là do trình độ học sinh, hay chúng ta phải hỗ trợ thêm một câu hỏi phụ thế nào đó dành cho các bạn. Và cuối cùng hoạt động 4 cuối cùng là đề xuất cải tiến, ví dụ thế. Thì đấy là cái quy trình, tôi xin mô tả lại cái quy trình như thế. Và chúng tôi mong muốn rằng nếu mà tức là khi chúng ta đưa ra một cái kế hoạch điện thực học tốt thì chúng ta phải có một cái quy trình xây dựng hợp lý. Thì đây là cái mong muốn của công văn số 5 và triển khai ngày 2014, và vừa rồi cái công văn 4612 đã đề nghị để tiếp tục triển khai cái điều đấy. Thế còn ví dụ như là về tí nữa thì các thầy cô trong nhóm sẽ góp ý về cái chủ đề của cô Hoa, thì tôi cũng có nhân tiện trên cơ sở đó thì tôi thấy rằng là như vừa rồi thầy một số thầy cô cũng đã góp ý, thầy Đức cũng góp ý rất là rõ là trước khi trình bày thì chúng ta cũng nên thống nhất thảo luận với nhau với học sinh về cái chuyện là các con cần phải trình bày cái gì, cái đấy phải thống nhất trước, thống nhất cái công khai trước cái buổi trình bày. Ví dụ như là trình bày về tiền đề pha chế, trình bày về các bước thực hiện pha chế làm sao, trình bày về cơ chế cách xem xét độ pH từ độ PPM làm sao. Đó, thì các bạn ta vì sao phải thống nhất cái đấy là vì chúng ta dựa cái dạy học STEM là nó dạy học dựa trên sự chúng ta cái hoạt động một là đã đưa ra cái tiêu chí rồi, những báo cáo phải báo tiêu chí đấy. Đó, chứ thực ra tôi thấy là những tiêu chí về giá cả hay là tiêu chí về môi trường không có, tức là cái mà học sinh trình bày về giá cả hay về môi trường thì không có trong tiêu chí ban đầu thì chúng ta cũng nên để ý. Đấy, ví dụ thế. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vì mục tiêu của cái đợt trao đổi này của chúng tôi về không chỉ là trao đổi về đợt STEM, mà chúng tôi dựa trên cái trao đổi về STEM thì chúng ta trao đổi về cái việc chuẩn bị các bước, cái cách thức thực hiện đổi mới dạy học theo phát triển năng lực. Liên quan đây cũng có một số ý kiến như thế. Theo tiếp theo thì xin mời ý kiến của thầy cô Trần Thị Toàn. Thank you very much. I will be very short. First, I would like to say congratulations to Ms. Hua. Excellent job, and also the school. You are a good team, provide good comment, very contrasting, it's very important. I just only want to recommend two things. Because you have a different teacher from different subjects, and also I hear some comment from biology, and it's useful. Why not you work together as a team rather than to develop a project alone? This is my question. So perhaps you develop a project together rather than a project alone, because STEM education, STEM including different subjects, and of course Ms. Hua in chemistry, she cannot have a full knowledge on biology, so better to develop a project together, the first thing. The second thing is, when I came here and saw one statement outside of your school knowledge is the only source of experience, is only source of knowledge. But the experience, where it come from? It come from observation. So the missing in your presentation of your student is how student observe about the problem and then develop their solution. But during how they make experiment of their plan, let them try to make observation. So how the plan grow, how many centimeters grow with this quantity of fertilizer, with water. So let them see this observation and let them know how to describe this observation in order they will see the change. This is very important that I would like to recommend you to think about for the next project. Anyway, congratulations. And your student also very great. Don't complain that they are not good in presentation. I think that already very good state
again, thank you. I'm happy to be here to listen to all of you. Today, I'm in front of you. But during last month, I listened to the idea, very different idea of Azure teacher of biology and fish bone. One thing that maybe I missed here, I read this document and I see only 3 credits. And you have too many, many knowledge to provide in 3 credits, all of this. This is impossible for me. I am teaching master student and PhD student, but all this impossible. To teach in 45 minutes, even for master and PhD. So be realistic in your plan. And many topics also I found here, I don't know who is responsible for that. So where the student, the teacher will learn, and the student will learn. Because too ambitious and not realistic. So think about that. The project more realistic. Okay? Too many, many, many for me. For how many hours? 45 hours. Too much. For this. Nhưng mình tích hợp nhiều kiến thức rồi. Xin phép tôi có một số ý kiến. Trước hết thì với bản thân tôi thì tôi cảm thấy là cái bài của cô giáo chuẩn bị rất là tốt. Thì và cái quá trình mà các con thực hiện thì tôi cũng hiểu rằng là tâm lý của các con. Thế thì cái quá trình mà được nếu như mà tôi mà đứng trước cái hội trường mùa đông như ngày hôm nay thì tôi cảm thấy run chứ không phải là học sinh. Nên cái chuyện đấy tôi có thể hoàn toàn hiểu được cái tâm lý đấy. Tôi rất là hiểu. Thế thì những cái mà tôi giơ tay cuối cùng tôi đầu tư cho cái tổ 4 ấy, bởi vì tôi thấy có cái bạn ấy thuyết trình hay quá, bạn ấy rất là tự tin và bạn ấy thể hiện rằng là ở đấy có cái gì đấy. Nếu như là tôi sẽ nói rằng cái sản phẩm này của chúng em đưa ra có thể 1 triệu hoặc là 200 một bạn chia 6 bạn, bởi vì ở đó có giá trị trí tuệ của chúng em. Đấy, tôi nghĩ là cái đoạn giai đoạn cuối cùng rất là hay. Thì tôi có một số ý kiến như này. Trước hết là về thầy hiệu phó có chia sẻ về quan điểm về STEM thì tôi xin phép chia sẻ như này. Thì STEM đến với tôi cũng nghĩ là những cái người chuyên gia của nghiên cứu thì chúng ta đều thấy là STEM để giải quyết bài toán ứng dụng thực tế. Chúng ta đang muốn dạy học để ứng dụng thực tế, giải quyết bài toán ứng dụng thực tế bây giờ vào trong cuộc sống á. Thế như thầy tổ trưởng tổ khóa, tôi rất thích là khi thầy đặt ra vấn đề là tại sao lại sử dụng cái bài này. Thế thì thầy có đưa ra là giải quyết được vấn đề là có rau sạch để ứng dụng vào đời sống thực tế, giải quyết bài toán thực tế là như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái đặt vấn đề của thầy tổ trưởng tổ khóa mới thực sự thiết thực với cái chủ đề và với cái sản phẩm mà hôm nay các con thuyết trình. Tôi thực sự là tôi thấy nếu như vậy nó sẽ rất là logic với nhau. Nhưng nếu như chúng ta bây giờ chúng ta đọc lại đề bài thì là đề bài của chủ đề chúng ta là thuyết trình thiết kế quy trình pha chế dung dịch thủy canh từ phân bón hóa học, thì tôi nghĩ rằng nó thực sự phù hợp với buổi hoạt động năm của chúng ta hay không. Nếu như là thiết kế quy trình thì ngày hôm nay các con phải thiết kế một cái quy trình và các con phải làm cái quy trình đó, chứ không phải là hình thành cái sản phẩm, các con thuyết trình cái sản phẩm ngày hôm nay. Đấy, thì báo cáo thầy cô là khi chúng ta thực hiện cái chủ đề thì tôi nghĩ rằng là cái chủ đề STEM là cái ứng dụng của cái sản phẩm đấy thì nó mới giải quyết được bài toán thực tế. Thì tôi nghĩ là cái đặt vấn đề của thầy tổ trưởng tổ khóa là tôi thấy hoàn toàn là thuyết phục hơn và nên thay đổi cái tên của chủ đề STEM của cái kế hoạch bài dạy này. Cái nội dung nữa là cái khi mà chúng ta đã có một cái tiêu chí, có một tư duy như vậy thì chúng ta sẽ cần phải có một cái tiêu chí sản phẩm. Bởi vì bất kể cái chủ đề STEM thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán thực tế thì chúng ta cần có tiêu chí sản phẩm. Và tiêu chí sản phẩm cụ thể, thế thì cái bài học ngày hôm nay chúng ta có hoạt động số 5 thì báo cáo cô giáo là cô giáo sẽ cần phải đưa ra cái tiêu chí sản phẩm. Và cô giáo sẽ thuyết trình đưa chiếu lên trên màn hình là cái tiêu chí hôm nay chúng ta sẽ báo cáo sản phẩm này nhưng phải đạt cái tiêu chí gì này. Cái tiêu chí đấy chính là ở đâu thì cô giáo sẽ thông báo lên để làm sao tất cả các bạn cuối cùng chốt lại rằng là các nhóm sẽ phân tích tức đánh giá các nhóm với nhau, có phiếu đánh giá các nhóm này với nhóm kia để cuối cùng có đạt cái tiêu chí hay không. Phải đưa ra cái cuối cùng là phải đánh giá được định lượng như vậy là có đạt cái tiêu chí và cùng tung ngay ở hoạt động số 1 hay không thì mới kết luận được cái cuối cùng. Thế mà đồng ý với quan điểm là cô cuối cùng cô tổ chức một hoạt động rất hay để làm sao để tạo ra hưng phấn cho học sinh và cũng tạo ra một cái gọi là
có ứng dụng, tức là bản chất ở đây cuối cùng các con phải ra để giải quyết bài toán, đó là phải làm việc, đúng không ạ? Thế thì rất hay mà thầy hiệu phó thì thầy cũng đang hoàn thành chuyện đó. Thế tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái tuyệt vời. Thế thì một số ý kiến thì tôi có ý kiến như vậy. Tôi hy vọng là các thầy cô ở nhà trường thì tôi tin là sẽ cùng với đoàn trong 2 ngày sẽ có một số hoạt động tốt hơn. Vâng, cảm ơn thầy cô. Mừng khi được trở lại mảnh đất Phú Thọ là thứ hai. Đây là trước là thầy Hùng mời tôi đến trao đổi với cả sở giáo viên và cả sở về cái giáo dục STEM. Thì thấy quả thực là khi mà tôi có nhận cái giáo án của cô Hoa thì tôi cũng có cái một số cái băn khoăn giống như của thầy Thanh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái điều ta đạt được nó quan trọng hơn là cái kết quả điều ta đạt được hơn hết, tức là đánh giá là ta có một bài dạy thành công là quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn nữa là các thầy cô cảm thấy rằng dạy học STEM là nên là làm được và sẽ làm. Cái đấy thì tôi cảm nhận được qua ý kiến của thầy hiệu phó, thì của một số cô, thì tôi cho rằng điều đấy là cái điều chương trình chúng ta đã đem đang làm được, tôi cho là quan trọng. Còn ở đây về tôi có một số cái ý kiến về cái việc sinh hoạt chuyên môn, và cũng là sau đó thì cũng có một số cái ý kiến về cái chủ đề STEM. Thứ nhất là về sinh hoạt chuyên môn thì Quý có nhắc lại, cảm ơn Quý đã nhắc lại cái quy trình sinh hoạt chuyên môn, và có lẽ cái chuyện đấy nó nếu chúng ta làm một cách chặt chẽ có thể là đầu tiên thì có cảm giác rằng là nó hơi gò bó một chút, nhưng về sau người ta làm quen cái chuyện đấy thì thực sự hiệu quả. Bởi vì cái lesson study này là một cái hướng nghiên cứu đã được đưa vào thực tiễn của các nhà giáo dục Nhật Bản và được áp dụng rất tốt ở Việt Nam trong việc là nâng cao cái trình độ giáo viên. Và thực ra chúng ta đang làm đấy, chúng ta đang làm theo cách như thế, tức là bồi dưỡng giáo viên thông qua nghiên cứu trực tiếp một bài học cụ thể. Và muốn như thế thì chúng tôi biết là nhà trường đã làm rồi, là tổ hóa có tổ và cô Hoa có xin ý kiến rồi, nhưng có lẽ là do cũng là điều kiện là trong hè, vừa là khó khăn tập hợp học sinh, vừa là các thầy cô cũng có một chút nghỉ ngơi, mà thực sự các thầy cô cũng đâu có được nghỉ ngơi hết, thi trung học phổ thông quốc gia rồi lại bắt đầu năm học mới rồi lại tuyển sinh thì cũng đâu có được nghỉ ngơi, thì cũng rất là bận rộn chứ. Cho nên khi mà nhà trường nhận là chúng tôi vui lắm, chứ không phải là ưu ái cho nhà trường, mà đấy thực sự là thực tế là cái sự may mắn của chương trình thì có được sự đồng hành của thầy cô. Ở đây thì khi mà các thầy cô đã chuẩn bị một cách kỹ càng về chuyên môn thì những cái ý kiến hôm nay đã được đưa vào trong giáo án thì chắc là cái bước sau thì lại ok. Như thầy Quý nói, chúng ta đến đây chúng ta đã biết hết cái giáo án rồi, dưới giáo án chúng ta cùng xây dựng mà. Là bây giờ chúng ta sẽ chỉ đến là ta xem là khi giáo án đấy được diễn ra thì có những tình huống gì ngoài dự kiến, và ta sẽ phải làm thế nào để cái tình huống đấy nó sẽ tốt đẹp hơn, đem lại cái mục tiêu chúng ta đã đề ra. Đấy thì cái quy trình sinh hoạt chuyên môn là như thế. Do đó cô Hoa là giáo viên nhưng cô không bao giờ đơn độc, kể cả trong cuộc vận sinh hoạt chuyên môn không phải là cô đứng trước mọi người, mà thực ra là chúng ta cùng nhau làm cho cái giáo án này tốt hơn, chứ không phải là cô có trách nhiệm phải tiếp thu ý kiến của mọi người để làm ra giáo. Cái giáo án này sẽ là giáo án của mọi người, bất kỳ ai cũng có thể dùng cái giáo án để dạy, không phải là cô phải tiếp thu để lần sau cô dạy tốt hơn nhé. Thì đấy không phải là cái thông điệp của sinh hoạt chuyên môn, nhưng mà thông điệp của sinh hoạt chuyên môn là mỗi thầy cô đây cũng sẽ học từ cái giáo án đấy và tự rút kinh nghiệm cho mình, lần sau mình sẽ phải thay đổi. Đấy là thông điệp của sinh hoạt chuyên môn. Cái lúc nãy thì mình nói rồi, tức là muốn như thế thì ta chuẩn bị sẵn và lên đây ta chỉ tập trung vào học sinh thôi, tập trung vào hành động của học sinh, và sau đó ta xem là khi học sinh như thế giáo viên có xoay chuyển kịp không. Chẳng hạn khi mà học sinh, tôi thấy cô Hoa làm rất là tốt và chuyên nghiệp cái chuyện đó, mặc dù mọi người không thấy cái chuyện, có thể là không chưa nhận ra, nhưng mà khi mà thấy học sinh trầm là cô đã có cách là bỏ hát này, khi học sinh mà cảm thấy hơi áy náy là
viên. Tôi cho rằng cái chuyện đấy là cần thiết của một người giáo viên mà chúng ta đấy đi dạy là như thế ạ. Còn nếu mà là người quan sát thì chúng ta tôi sẽ nhận thấy mình cần phải thay đổi gì. Đó là khi học sinh đây thuyết trình thì các em dưới có thể là các em không nghe. Vì sao không nghe? Là vì các em còn đang lo cái bài thuyết trình của mình tiếp theo. Là vì cô trong cái giáo án, trong cái kế hoạch chưa có chuẩn bị cái nhiệm vụ các em đấy lúc đấy phải làm gì. Tôi có ghi lại quay lại này. Khi các bạn trên thuyết trình thì các bạn dưới này đang hoặc là nhóm bên này thì là bàn về cái thuyết trình tiếp theo, còn nhóm bên này thì không nghe và cũng bảo là tí nữa mình sẽ có một hai câu hỏi hoặc là xin nghĩ là có câu hỏi. Như vậy ta phải lần sau ta sẽ phải rút kinh nghiệm cái chuyện gì ạ? À, khi học sinh đã thuyết trình bên dưới này là phải cầm tiêu chí đánh giá để đánh giá bạn đấy, thì tất cả các ý kiến của thầy Thanh, của các thầy cô về đánh giá hoàn toàn chính xác. Đánh giá cái tiêu chí đấy đã được xác định từ hoạt động 1 thì lúc này cần phải đưa, có thể chiếu hay không chiếu được nhưng cần đưa cho các em ở dưới này, các em già lớp cô là các bạn trình bày về kiến thức như thế này có được chưa, trình bày về ứng dụng như thế này được chưa, trình bày cách trình bày của các bạn như thế này đã đủ rõ ràng chưa, thì tự nhiên là các học sinh dưới nó có một cái nhiệm vụ và khi đó các em sẽ tập trung. Cái thứ hai là ở đây tôi về chủ đề STEM thì tôi có bốn cái từ, 4 cái chữ như thế này để tôi phân tích ấy. Thứ nhất là rèn thuyết trình thì cô Hoa nói rằng là không, ở đây chúng tôi muốn rằng là để nó tự nhiên không, ý ở đây là như thế này, ý cô là chính xác. Cái rèn này là tất cả các thầy cô đã cần có cái trách nhiệm rèn và thầy Đức nói rất là chính xác. Ở đây tôi cho rằng là chúng ta đang đặt cái mục tiêu như thế nào thôi, chứ tôi tin và tôi hoàn toàn tin tưởng là học sinh trường chuyên, các thầy cô giáo trường chuyên là những người một trong những người giỏi nhất, và học sinh trường chuyên là một trong những em học sinh giỏi nhất của cả tỉnh này. Cái điều đấy không ai có thể phủ nhận được. Và chúng ta đặt mục tiêu là khi các cái bài luyện những cái bài rất là hắc não, đánh đố rồi là rất là khó thì các em cũng sẽ là những em giỏi nhất trong cái được giải bài tập. Nhưng bây giờ nếu ta định hướng lại là cần tạo ra những sản phẩm để phục vụ cuộc sống thì tôi vẫn tin rằng là chính các em học sinh trường chuyên sẽ là những người tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Như vậy câu chuyện ở đây chính là câu chuyện người ta hay gọi là chỉ tiêu giáo dục, nhưng tôi nói cụ thể đây chính là cái ta đang muốn học sinh mình trở thành người như thế nào. Là những học sinh giải bài tập nhoáng nhoáng, mặt lồi ra ngoài ngơ, hay là chúng ta muốn trở thành các em những là những công dân có ích theo nghĩa rằng là sống hạnh phúc, làm cho xã hội hạnh phúc và có thể là không hại, lúc nãy cô Lai là chuyên gia quốc tế, không hại đến môi trường hay còn nói cái khác là phát triển bền vững, ta muốn trở học sinh trở thành như thế nào. Thì giáo dục STEM là đang muốn là thay đổi cái mục tiêu một chút. Và đấy là lý do vì sao tôi đề nghị cá nhân, đương nhiên là ngoài cái tình cảm cá nhân, nhưng tôi là người đề nghị là nên cần chọn một trường chuyên, và tôi đã chọn trường chuyên để trong cái đợt thử nghiệm chuyên sâu này. Bởi vì chúng tôi tin rằng là các trường chuyên phải là những trường đi đầu về STEM, mà trong cái chương trình này trường chuyên Hùng Vương là trường đầu tiên trong các trường chuyên. Thì khi mà các trường chuyên với trí tuệ của các thầy cô giáo và tiềm năng của các em học sinh thì chắc chắn là giáo dục STEM này sẽ thành công và sẽ đem ra những cái sản phẩm sâu là về con người, còn sản phẩm cụ thể là những cái sản phẩm có thể đi thi khoa học kỹ thuật hay này khác. Nhưng mà tôi thì tôi không đánh giá không quá quan trọng với việc thi khoa học kỹ thuật, nhưng mà chắc chắn là cái sản phẩm của con người các em sẽ trở thành những con người rất là thành công trong tương lai. Thì tôi mong như thế, và tôi cảm nhận được cái điều đấy từ thầy hiệu phó, từ thầy Đức, từ các thầy cô, tôi rất mừng cái chuyện đó. Đấy là ý thứ nhất là
năng lực. Phát triển ở đây là phát triển năng lực chứ không phải là diễn. Cái quá trình rèn luyện cái năng lực thuyết trình thì nó là cả quá trình. Còn hôm nay đúng là cô không cần phải rèn luyện trước để diễn từng cái câu thuyết trình hôm nay, nhưng nếu các em có năng lực rồi thì cái khả năng trình bày hôm nay của các em nó sẽ tốt. Ý là như vậy. Ý thứ hai là cộng đồng. STEM một trong cái này ghi trong chương trình giáo dục mới, đó là một trong cái giá trị của STEM đưa lại, đó là gắn kết nhà trường và cộng đồng. Thì thầy Đức có nói rằng là trung tâm nghiên cứu rau quả này họ sẵn sàng thì rất cần làm cái việc đấy. Cộng đồng chính là làm sao phải họ phải thấy đấy là trách nhiệm của họ đấy. Trách nhiệm không phải là chỉ là thử một vài cái cây cho các thầy đâu. Trách nhiệm cùng với nhà trường phát triển năng lực cho học sinh, đấy chính là dạy họ phát triển năng lực đấy. Đấy thì rất may mắn là chúng ta đã có một cái trung tâm và cũng đã hiểu, đã thấu hiểu được cái tinh thần để nhà trường nên vận dụng. Cái cộng đồng có thể hiện là nhà trường cần phải làm rõ với cả gia đình, à học ở đây không phải là cứ ngồi khoanh tay vào mới là ngoan, học bây giờ là các em phải làm. Thì nếu mà phụ huynh mà không đồng ý thì khó lắm đấy. Cộng đồng như thế là thì cái từ khóa tôi muốn nhấn mạnh ở đây là STEM cần và sẽ đem lại cái kết nối giữa nhà trường. Cái thứ ba là cái ý cô nói là đối chứng, à tức là cái nghiên cứu. À thì ban đầu ra có thể một cái chủ đề như thế này, cái nghiên cứu nó mang tính chất định tính, nhưng cái tin rằng học sinh của chuyên Hùng Vương sẽ làm được những nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng thì hoặc là nó cần thời gian hoặc nó sẽ cần dụng cụ, đúng không ạ? Dụng cụ ở đây là đo các nồng độ thì cần máy, nhưng mà hoặc là cần thời gian. Nhưng cái phát triển năng lực nó chính là rèn cái phương pháp nghiên cứu khoa học. Cái phương pháp ở đây là gì? À nếu ra ngoài kia tôi cũng có hỏi học sinh, một lát tôi sẽ chia sẻ cái ý tôi cảm thấy xúc động là Ken vẫn chưa thực sự là nghĩ rằng là mình Ken, khi mà tôi hỏi Ken có đề xuất được một số cách nghiên cứu. Đầu tiên tôi có hỏi là thế làm thế nào em biết rằng là cây pha như thế là tốt đấy. Làm thế nào thì các em biết rằng là hàm lượng như thế là đủ. Thì đầu tiên rất các em mặc dù vừa làm xong thì các em vẫn có cái lúng túng nhất định, nhưng về sau các em có đưa ra thì chính là cái ý của cô vừa nói. Thì đấy, như vậy cái tính khoa học ở đây không chỉ là kiến thức vật lý hóa sinh đâu, khoa học đây còn là cái quy trình về tìm tòi khám phá khoa học, và cái đấy chính là năng lực. Năng lực khoa học hay còn gọi là năng lực vật lý. Tức là học sinh cần phải biết rằng là à bây giờ mình để cái tìm cái này tốt, cái kia không tốt thì mình cần có một số cái giả thuyết đấy phải dựa vào kiến thức nền đấy. Thế thì sau đó thì ta phải kiểm tra, ta phải pha với các hàm lượng khác nhau, với các chất khác nhau, không phải pha bừa. Pha muốn không pha bừa thì ta phải dựa vào kiến thức nền, nhưng ta cần có một khâu này, khâu thử nghiệm xem cuối cùng ra cái nào có ý. Và cô góp ý hoàn toàn chính xác ý thầy Thành, thì cái sản phẩm ấy là cái quy trình với những cái hàm lượng cụ thể thì nó hoàn toàn trùng với cái này. Tức là cái quy trình thử nghiệm ra cách pha cái dung dịch với các loại rau khác nhau, rau muống thì là pha với tỷ lệ như thế này, này pha cái này bắt đầu như thế, đổ cái này vào trước không phòng quấy trong 3 phút trong nhiệt độ 25 độ C, thì đấy chính là quy trình và đấy là tên của cái sản phẩm này là đúng. Còn nếu không thì nếu mà tan mà ra cái như thế này thì đúng lại lên rồi. Đây là cái chủ đề là trồng cây thủy canh, gọi là trồng cây thủy canh. À, biết không nhỉ? Thì như vậy cái sản phẩm cuối cùng là một cây thủy canh, còn cái dung dịch thủy canh nó chỉ là cái thông tin hoặc là con cái thông tin để các em trồng. Các em không cần phải nghiên cứu để tìm ra cái dung dịch đó. Đấy. Thì cái chuyện này là chuyện hoàn toàn bình thường và đây là một chủ đề rất thành công của cho các thầy. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mà ta đối chiếu với cả cái lý luận thì ta nên đổi như vậy cho nó thống nhất giữa hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3, hoạt động 4, hoạt động 5 thì cái ý như vậy.
ý đối chứng. Còn ý công nghệ thì có lẽ là tôi lúc đấy cô lại có một ý rất hay, bởi vì trong cái nghiên cứu về giáo dục STEM thì làm thế, câu hỏi nghiên cứu bây giờ nhiều nhà nghiên cứu cũng đang tìm cách trả lời làm thế nào để đưa cái yếu tố E và chữ T vào trong, chứ còn người ta lại không đặt quá nặng cái vấn đề về chữ mát với khoa học, giáo dục mát với khoa học thì vốn là nó học sinh đã học và sẽ được đại diện nhào nặng rất là tốt rồi, nhưng mà cái chữ E tức là kỹ thuật và công nghệ làm thế nào để tăng lên thì có lẽ một lát nữa thì nhiều cô lại phân tích thêm một chút để mọi người cùng tham khảo. Cái chữ cuối cùng tôi muốn nói đó là chữ đánh giá. Đánh giá ở đây giáo dục STEM thầy hiểu khó có nói là giáo dục phát triển năng lực chính xác. Đánh giá sẽ là đánh giá năng lực, đánh giá sẽ là đánh giá quá trình chứ không chỉ là đánh giá cái sản phẩm cuối cùng. Hôm nay thì chúng ta hơi thiên nhiều về việc đánh giá sản phẩm cuối cùng, nhưng mà muốn ra được cái sản phẩm cuối cùng đấy thì ta cần phải cài những cái tiêu chí để làm sao khi các em trình bày các em thể hiện rằng là mình đã có năng lực về khoa học như thế nào, đã vận dụng kiến thức như thế nào. Ngoài ra khi đi một số trường thì có thầy cô có hỏi là khi giao nhiệm vụ cho học sinh về thì học sinh tự làm, giáo viên làm xong rồi xuống tất cả các nhóm, thì tôi có một giải pháp là thực ra vẫn là dựa trên đánh giá thôi, là cái tiêu chí đánh giá là tôi yêu cầu là hoặc là phải có cái hồ sơ đấy sẽ chấm điểm, hoặc là có một cái vlog. Bây giờ học sinh làm vlog rồi, nhưng vlog ở đây chiều nay nếu mà các thầy cô muốn tôi sẽ chiếu hai cái vlog của học sinh, thì một cái vlog hoàn toàn thiên về giới thiệu cái cách làm, giới thiệu về sản phẩm làm được, còn một cái vlog thì tôi có yêu cầu khác đi, tôi yêu cầu là hãy nói cái cách em suy nghĩ để giải quyết các cái vấn đề này, tức là nói cái cách làm và cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề, hãy nói cái cách em phối hợp với nhau, tức là nói về năng lực hợp tác, tức là đánh giá cái gì chẳng qua là do cái định hướng của giáo viên thôi. Đấy. Cho nên nếu ta chú trọng vào sản phẩm thì học sinh sẽ tập trung vào sản phẩm, còn giúp cho sản phẩm nó tròn. Còn nếu ta chú ý vào cái hành vi, cái biểu hiện, cái cách tư duy, cái cách suy nghĩ, cách phối hợp nhóm với nhau thì tự nhiên học sinh sẽ chú ý đến những chuyện đó. Và khi học sinh chú ý những cái chuyện đó thì ta sẽ có minh chứng để đánh giá năng lực của các em. Câu chuyện này là một cái thách thức của cái chương trình mới. Sẽ chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải. Chiều nay có lẽ chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Thế như vậy tôi có bốn cái chữ như thế để chia sẻ với cô về giáo dục STEM. Tôi xin nhắc lại đó là năng lực, chất trên ví dụ thế, cái đánh giá là làm sao khi là cộng đồng, cuối cùng là cái tính khoa học của nó. Và có lẽ xin kiến tôi lại thêm về cái tính công nghệ. Okay, thank you very much. I'm very happy you raised very detailed comment and what in line with what I talk. I was talking about observation. So observation is something, because STEM, don't think that STEM you necessary to produce a product. Okay, STEM. Science is not only natural science. STEM education born is not only to think about industry, but STEM education was born to address the complex and uncertain issue of the changing world. That's why only one subject you cannot address, but you have to have the integration among different subjects, different disciplines, in order to address a complex and uncertain problem of the changing world today. So when we talk about science, don't think that you only focus on the natural science, but science can be also social science, okay? So that's why I am talking also the technology here, because technology is not only applied to the computer.
observation. So we need to think about observation. So observation is science. So what students can use from their knowledge to see how people move, where people move, and how is the trend and scenario of moving of people in the future. Okay, this is technology that students need to think. So first they had to make observation, then they had to use the mathematics to build the concept model to see the how the component element to build the model to see the behavior of migration. Okay, then they go project in computer to see how is scenario of migration. This is technology, science and technology and mathematics. So this is what I would like you to think about STEM education. Don't think that STEM education has to produce the product. Okay? So I am very happy national consultant and also other experts that raise this issue. Because if you think about products, the product today is not something that we sit for, but we sit for a process. So, and also encourage working in group. The students should not be only computer science in one group, only chemistry in one group. Try to integrate different disciplines. They will be together because they have different observation and knowledge. They will come out with something that is very interesting and not similar to each other. So what I would like you to think is STEM, maybe some of people already teach STEM because they are very active. They want to solve some issue, but they don't know that they are teaching STEM. But some people, they are teaching STEM, but they don't know what is STEM. Okay? It's very common because STEM, well, in the first side, STEM think about science technology. Oh, science technology is something for industry, for robot. It's not that. STEM is a role for addressing the complex and uncertain problem of the world. So think about that and encourage your students to think in this way with the environment around them. Okay. Thank you. Chúng ta cũng cần có lẽ các thầy cô cũng hiểu được và cái thông điệp của cô Lai thì nói rằng là STEM là giải quyết vấn đề cuộc sống và nó không phải chỉ là bó hẹp để tạo ra sản phẩm, nó có thể là cách tiếp cận vận dụng những cái kiến thức mô hình rồi là phương pháp rồi là công nghệ của các môn khoa học trong STEM để giải quyết vấn đề cuộc sống. Là tôi lấy ví dụ chẳng hạn vấn đề về di cư, có lẽ là đấy cũng là một cái gợi mở để chúng ta nghĩ rộng hơn về giáo dục STEM. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có nhiều bước. Trước hết là chúng ta trong cái chương trình này, trước hết là chúng ta hiểu cái tư tưởng, xong đó ta vận dụng vào những cái trường hợp cụ thể, những cái chủ đề cụ thể. À, và lúc nãy thì có một cái câu chuyện là về thời gian. Thì chắc là đấy cũng là ba tiết này chắc là cô muốn hoạch định cái thời gian ở trên lớp thôi, còn đúng là cái thời gian làm việc của học sinh thì chắc cần nhiều hơn. Cảm ơn cô Lai và bây giờ xin mời thầy quý và thầy cô có thêm cái chương trình. Dạ vâng, thưa thầy cô, rất là vui mừng khi mà ngày hôm nay tôi được trở về quê hương. Vì là trong đời công tác này thì có rất nhiều các trường mà đã cố gắng sắp xếp lịch để có thể về được chương trình được. Khi nãy thì tôi cũng có một số ý kiến muốn chia sẻ với các thầy cô. Lần đầu tiên là có lẽ là tôi xin được chúc mừng cô Hoa bởi vì một giờ dạy cũng khá là thành công. Và lời chúc mừng này thì tôi cũng đã gửi đến cô Hoa khi nãy rồi. Tôi xin chia sẻ với các thầy cô một số cái ý kiến của cá nhân mình.
Ý kiến thứ nhất là về bản thân tôi là một giáo viên phổ thông. Tôi dạy trường trung học phổ thông Nguyễn Thất Thành thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Và ở trường của tôi thì cái quy trình về nghiên cứu bài học nó diễn ra khá là thường xuyên và cũng được tiến hành rất là chặt chẽ. Và khi đó thì khi mà theo dõi cái buổi sinh hoạt chuyên môn về theo cái định hướng nghiên cứu bài học này thì tôi cũng có chia sẻ với thầy Biên là cô Hoa không được nói gì cả. Mà như theo cái mà tôi đã được thường xuyên tiến hành nghiên cứu bài học ở trường thì sau mỗi một giờ dạy thì giáo viên dạy bao giờ cũng sẽ được mở lời tự mình nhận xét, tự mình đánh giá xem với cái kế hoạch bài dạy của mình như vậy thì cái với những thực tế diễn ra ở trên lớp thì mình nhận được nó như thế nào. Thế sau đó thì có sự góp ý của các thầy cô thì khi nãy là tôi rất là ngồi rất là mong chờ được nghe ý kiến của cô Hoa và mãi đến cuối thì mới thấy cô Hoa phát biểu. Cái tiếp theo nữa thì ý kiến của tôi cũng khá trùng khớp với ý kiến của thầy Thanh, đó là khi mà nhận được cái kế hoạch dạy học về cái chủ đề này thì tôi cũng là người cũng đã có góp ý và thầy Quý cũng nói là đã chuyển ý kiến lên đến cô Hoa, tức là cái chủ đề của mình là thiết kế quy trình pha chế dung dịch thủy canh từ phân bón hóa học. Thế thì khi mà lên đây và khi bước vào phòng này thì tôi thấy là toàn rau xanh và cây cảnh thôi thì tôi đang hoang mang và tôi phải lật lại ngay cái tên chủ đề. Và tôi cũng có ý kiến giống như thầy Thanh, nghĩa là tôi rất mong chờ cái báo cáo sản phẩm nó là một quy trình, nghĩa là nó có tiến hành theo từng bước với từng cái cách tiến hành cụ thể cuối cùng sản phẩm nó như thế nào. Thế nhưng mà cái sản phẩm ngày hôm nay thì có lẽ là tôi cũng đồng ý kiến với các thầy cô là chúng ta nên xem xét lại cái cách đặt tên chủ đề. Dù sao thì với một giờ dạy thì tôi cũng rất là cảm ơn các thầy cô vì các thầy cô đã tôi hiểu là các thầy cô cũng đã đầu tư rất là nhiều trong cái giờ dạy này và giờ dạy rất là thành công. Cảm ơn các thầy cô ạ. Thế còn các ý kiến đóng góp của thầy cô đã có một phần định hướng cho cái việc triển khai của buổi chiều nay. Thế là chiều nay lại tiếp tục đưa thầy cô tiếp tục đưa các ý kiến để chúng ta trao đổi để mục tiêu chúng ta hiểu rõ về cái việc triển khai và cách thức thực hiện cái đề án STEM trong thời gian tới.